chương 61, hắn này nhất chiêu là phao đi học được đi. Trần Tử Bình một bên dùng tay phải ở không trung khoa tay múa chân, một bên triều thương giai mộng phổ cập khoa học loại này hình thức chỗ tốt. Loại này hình thức còn có thể phòng ngừa những cái đó nhân viên cửa hàng nhóm học được điều phối kỹ xảo lúc sau, lại bị các ngươi cái kia đối thủ cạnh tranh cấp lương cao đào đi. Bởi vì từ căn nguyên thượng hết thảy nguyên tương đều chặt chẽ nắm chắc ở các ngươi trong tay, cho nên các ngươi đại có thể kê cao gối mà ngủ. Chỉ cần trong tay có trà sữa nguyên tương, tùy tiện một cái tay mới nhân viên cửa hàng hơi làm huấn luyện một tuần, cũng đã có thể cơ bản độc trắng một mặt, lập tức lại có thể một lần nữa khôi phục bình thường buôn bán. Cứ như vậy, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh phía trước cái loại này không người nhưng dùng nguy cơ tình huống. Thương Giai Mộng nghe đến đó, trong ánh mắt không tự chủ được mà lộ ra kích động thần sắc. Thật tốt quá! Trần học đệ ngươi nói biện pháp này, xác thật phi thường không tồi. Các nàng hai cái từ phía trước công nhân bị đào đi lúc sau. Trong lòng đối chuyện này nhưng miễn bàn có bao nhiêu hối hận cùng cáo giận. Hiện tại nghe được Trần Tử Bình biện pháp này có thể ngăn chặn loại tình huống này, tự nhiên lập tức liền ở trong lòng bỏ thêm không ít điểm thương giai mộng gật gật đầu rất là vui mừng mà nói nếu dựa theo trần học đệ ngươi nói như vậy đi làm chúng ta tiệm trà sữa nói không chừng thật sự có thể khởi tử hồi sinh nhưng thương giai mộng đã bị trần tử bình cấp thuyết phục bên cạnh lý từ từ lại còn chưa tất nàng trước sau ông muốn cùng trần tử bình đỉnh ngưu ý tưởng lập tức ra tiếng truy vấn nói huy trần tử bình ngươi nói nhiều như vậy vẫn là muốn ngươi cái kia cái gọi là độc môn phối phương hảo uống mới được a Ngươi nên không phải là từ trên mạng vẫn là nơi nào tùy tiện nghe được một cái giả chiêu số phối phương, liền lấy tới ngựa chết làm như ngựa sống y đi. Trần Tử Bình nghe được Lý Từ từ nghi ngờ, cũng không có sinh khí. Hắn khóe miệng gợi lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười, dương mắt triều Lý Từ từ nhìn lại. Từ từ học tỷ nếu không tin ta, ta có thể lý giải. Bất quá ta rất tò mò, ngươi ở 10 phút sau hay không còn có thể tiếp tục bảo trì như vậy hoài nghi thái độ. Nói xong lúc sau, Trần Tử Bình lập tức sải bước mà đi tới điều phối trà sữa quầy trung tùy tay từ tủ lạnh lấy ra mấy hạng thường dùng trà sữa tiếp liệu. Sau đó dựa theo riêng trình tự, hướng ly sứ trung theo thứ tự gia nhập bất đồng phân lượng sữa tươi, dừa quả, tiên ép dâu tây nước chờ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Sau đó Trần Tử Bình càng là bày ra ra liên tiếp điều tử sư phức tạp thao tác thủ thế. Đem mấy cái quấy cái ly trà sữa phối liệu ở trên cổ tay qua lại lay động, đem gia vị ly chơi ra hoa giống nhau động tác. Thương giai Mộng cùng Lý Từ Từ hai người nhìn Trần Tử Bình này phiên thao tác, đôi mắt đều kinh ngạc mà trừng lớn không ít các nàng không nghĩ tới trước mắt cái này nhà giàu công tử cư nhiên còn sẽ chiêu thức ấy thương giai mộng lén lút duỗi tay lôi kéo khuê mật góc áo lại đem đầu tiến đến nàng bên tai hạ giọng nói từ từ ngươi cũng đừng cùng trần học để hắn phân cao thấp ta liền xem hắn hiện tại này phó thuần thục thao tác bộ dáng nghĩ đến hắn hẳn là thật sự có độc nhất vô nhị khẩu vị đồ uống phối phương hừ sẽ như vậy thực ghê gớm sao ta xem hắn chính là ngày thường phao đi phao nhiều mới nhân tiện học xong như vậy hoa hòe loè loẹt điều rượu động tác lý từ từ ngoài miệng tuy rằng còn có chút mạnh miệng nhưng trên thực tế trong lòng cũng đã bắt đầu đối trần tử bình có chút tinh phục các nàng đều không phải không có gặp qua việc đời tiểu nữ sinh sẽ không chỉ nhìn đến mặt ngoài huyễn lệ thú vị mà xem nhẹ sau lưng gian nan các nàng rõ ràng mà biết loại này chợt vừa thấy lên cảm thấy hoa hòe loè loẹt điều phối động tác sau lưng khẳng định yêu cầu đại lượng thời gian luyện tập mới có thể thuần thục tinh thông liền trần tử bình lúc này biểu hiện ra ngoài thuần thục trình độ kia quả thực chính là điều rượu giới cấp đại sư trình độ liền hoa thức điều rượu loại này yêu cầu cao độ thao tác đều có thể làm được tốt như vậy nói điều phối mấy chén trà sữa kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Trên thực tế ở các đại quán ba bên trong, vì chiếu cố một ít không thích uống rượu tinh đồ uống nữ tính khách hàng, điều tử sư nhóm thông thường đều sẽ nắm giữ vài loại vô cùng đồ uống điều phối phương pháp. Thương giai mộng cùng lý từ từ lúc này đều nhất trí cho rằng. Trần Tử Bình lấy ra tới phối phương hẳn là chính là cùng loại với những cái đó vô cùng đồ uống đồ uống. Tuy rằng khả năng cùng các nàng quải đi ra ngoài tiệm trà sữa chiêu bài có chút không rất hợp khẩu. Nhưng là nếu thật sự hảo uống nói, cũng không phải không thể đối ngoại tiêu thụ cùng lắm thì chính là hơi chút cải biến một chút thực đơn thôi. Chỉ cần có thể cứu sống tiệm trà sữa, như vậy nho nhỏ biến báo cũng không phải không thể. Chính là các nàng trong đầu này một phen chuẩn bị. Ở nhìn đến Trần Tử Bình cuối cùng điều phối ra tới đồ uống khi. Tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Hai vị mỹ nữ học tỷ, thỉnh chậm dùng. Chỉ thấy đến Trần Tử Bình lấy ra hai cái rửa sạch sẽ trà sữa ly, đem trong tay điều phối hảo đồ uống chậm rãi khuynh đảo vào ly trung. Dây tiếp theo, cái ly kia giao tạp phím màu hồng phấn cùng màu lam ánh sáng đồ uống tức khắc liền giống như nam châm giống nhau chặt chẽ hút lấy hai nữ sinh ánh mắt. Qua. Trần Học đệ, ngươi điều phối ra tới này ly đồ uống, thoạt nhìn thật xinh đẹp a. À. Thương giai mộng nhịn không được đem khuôn mặt để sát vào trà sữa ly càng gần một ít. Nhìn không chớp mắt mà quan sát đến trước mặt này ly hồng lam giao nhau, chậm rãi xoay tròn đồ uống. Quầy chung quanh những cái đó ánh bạch sắc bầu không khí đèn, càng là đem ly trung đồ uống song trọng màu sắc chiếu rọi đến như mộng như ảo. Loại này bề ngoài thoạt nhìn càng ngập thiếu nữ tâm đồ uống. Đối với mỗi một cái nhìn đến nó nữ sinh tới nói, phản ứng đầu tiên đều tuyệt đối là phi thường tưởng nhấm nháp một chút. Tuy là vừa rồi còn ở ghét bỏ Trần Tử Bình là phao quán ba phao nhiều tài học sẽ chiêu thức ấy kỹ thuật lý từ từ. Lúc này cũng không khỏi trở nên trầm mặt xuống dưới. Hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú vào trước mặt này ly thoạt nhìn phản phất tiên những giống nhau đồ uống. Ngươi. Ngươi này ly rượu con tai ta trước nay đều không có gặp qua, nó. Nó tên gọi là gì? Lý từ từ hai mắt hơi hơi thất thần, theo bản năng mà nỉ non hỏi. Nó không phải rượu con tai, tên của nó gọi là trái tim mùa thu, là ta chính mình nghiên cứu phát minh ra tới một loại trà sữa đồ uống. Ta có thể phụ trách nhiệm nói, trừ bỏ ta nơi này bên ngoài, các ngươi không có khả năng ở địa phương khác uống đến nó. Tự tin nói xong lời này sau, Trần Tử Bình khóe miệng gợi lên một cái xoái khí độ cung, nhẹ nhàng duỗi tay ý bảo nói. Hai vị học tỷ có thể chính miệng nhấm nháp một chút, nhìn xem ta cái này độc nhất vô nhị phối phương, hương vị rốt cuộc thế nào. Thương giai mộng vội vàng gật đầu, gấp không chờ nổi mà liền bưng lên trước mặt trà sữa ly, đem ống hút cắm vào trong đó nhẹ nhàng hút một ngụm. Hút lưu, trong miệng uống đến đệ nhất khẩu đồ uống nháy mắt thương giai mộng đôi mắt theo bản năng mà liền nhắm lại a à. cái này hương vị thật sự hảo hảo uống a à. thương giai mộng tinh tế cảm thụ được khoang miệng bên trong phát ra ra tới nồng hậu mùi hương cảm giác cả người linh hồn tự hồ đều đã chịu cực đại hung đúc giống nhau bình thường thấp chi nải uống lên bản thân là có chút tiểu mùi tanh chính là trần tử bình hướng trong đầu hơn nửa mới mẻ dâu tây nước chua ngọt hương vị sau vị trở nên cực kỳ tươi mát ngon miệng càng mấu chốt chính là thương giai mộng còn có thể từ này khoảng đồ uống trung uống ra một ít mới lẻ liễu cam hương vị. Này khoảng đồ uống phi thường thích hợp những cái đó không thích trà sữa hầu ngọt ngào vị người. Uống xong lúc sau khoang miệng bên trong không những có thể vẫn luôn bảo trì thoải mái thanh tân, hơn nữa đầu lưỡi cũng phản phất chưa từng cảm thụ quá có vị ngọt giống nhau. Lý từ từ nhìn thấy khuê mật này phút nhắm mắt say mê trong đó biểu tình, mang theo vài phần hoài nghi mà cũng nhấp một ngụm. Đã có thể ở đồ uống nhập khẩu nháy mắt, nàng cả người đột nhiên liền ngây dại. Theo sau nàng càng là cảm giác uống lên để nhất khẩu còn chưa đủ, theo bản năng mà lại lần nữa tư lưu tư lưu liền uống lên hai khẩu hút lưu hút lưu xứng với nàng kia hơi hơi sững sờ mặt bộ biểu tình trừng đến thông viên hai chỉ mắt to quả thực phản phất tiểu trư uống nước giống nhau đáng yêu lại ngốc manh nhìn vẫn luôn biểu hiện đến thập phần cao lãnh lý từ từ lộ ra này phút cổ quái vừa buồn cười bộ dáng trần tử bình nhịn không được đương trường liền cười ra tiến tới chương 62, lý từ từ người đều choáng váng xì trần tử bình bị lý từ từ lúc này này phó tràn ngập tương phản mãnh liệt cảm ngốc manh biểu tình làm cho tức cười theo sau hắn cũng lập tức ý thức được chính mình như vậy giáp mặt cười ra tiếng có chút không quá thích hợp lại chạy nhanh nhẹn cười xoay đầu đi miễn cho bị tính cách có chút cao lãnh lý từ từ nhìn đến lúc sau cảm thấy xấu hổ chính là lý từ từ lúc này bởi vì trong lòng thật sự là quá mức khiếp sợ căn bản đều không có chú ý tới trần tử bình trên mặt khác thường tươi cười nàng buông trà sữa cái ly không dám tin tưởng mà liếm liếm môi lúc sau hai mắt kinh ngạc kinh ngạc mà trừng hướng trần tử bình ngươi ngươi cư nhiên còn tại đây ly trà sữa bên trong thả kem nghe được lý từ từ tiếng kinh hô Trần Tử Bình cũng không khỏi có chút hơi hơi giật mình, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ là thật. Hắn không nghĩ tới lý từ từ cư nhiên có thể nhấm nháp ra tới. Chính mình giấu ở đồ uống thâm tầng hương vị bên trong một ít bí mật phối phương tài liệu. Trần Tử Bình không biết chính là, lý từ 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 nhỏ liền tiếp thu quá chân chính danh viện lễ nghi huấn luyện. Như là phẩm rượu cắm hoa loại này quý tộc gia đình mới có sở hiểu biết yêu thích, lý từ từ đều có tiếp xúc quá. Bởi vậy nàng cái kia đầu lưỡi nhỏ, cũng bị rèn luyện đến thập phần mẫn cảm. Có thể so với người bình thường nhấm nháp ra càng nhiều đặc thù hương vị. Lý Từ từ lúc này hai mắt hơi hơi thất thần, lẩm bẩm tự nói mà nói. Này cư nhiên thật sự không phải rượu con tai, mà là chua ngọt ngon miệng trà sữa đồ uống. Nơi này đầu không chỉ có bao hàng có phong phú trái cây hương khí, càng là mơ hồ mang theo một cổ hương thảo kem lạnh lẽo vị cùng thanh hương khí vị. Vừa vào khẩu, liền mang cho người một loại phản phất mát lạnh ngày mùa hè thổi gió biển nghe ca giống nhau sung sướng cảm giác, lệnh người không tự chủ được mà cảm thấy tâm tình thả lỏng lại. Nuốt xuống ít hầu lúc sau, lưu tại trong miệng dư vị càng là cùng khác trà sữa đồ uống hoàn toàn bất đồng, dư vị vô cùng thả càng thêm no đủ, càng thêm giàu có trình tự cảm. Lý Từ Từ đánh giá đến nơi đây lúc sau, nhịn không được ngẩng đầu triều Trần Tử Bình đầu đi tràn đầy khiếp sợ ánh mắt. Nàng thật sự tưởng tượng không ra, Trần Tử Bình cái này miệng toàn nói phép nhà giàu công tử ca, tự nhiên còn có như vậy thật bản lĩnh. Trần Tử Bình nhìn thấy nàng này phút ánh mắt, cũng biết nàng đã là bị chính mình chế tạo ra tới đồ uống cấp chinh phục. Vì thế hắn lập tức hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hai vị học tỷ đều đã uống qua, cảm giác thế nào?" chỉ bằng ta điều phối ra tới này ly trái tim mùa thu, đủ không đủ đảm đương các ngươi tiệm trà sữa trấn cửa hàng đặc sắc. Thương giai mộng không nói hai lời liền trực tiếp liều mạng gật đầu, tràn đầy hưng phấn kích động mà nói. Đủ. Đủ. Đương nhiên đủ a. À. Liền loại này kỳ diệu mộng ảo vị, liền ta đều nhịn không được tưởng liên tiếp uống tốt nhất mấy chén, liền càng đừng nói trong trường học đám kia tiểu nữ sinh. Cùng thương giai mộng biểu hiện ra ngoài nhảy nhót không thôi trạng thái bất đồng, Lý Từ từ lúc này muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy nàng chậm rãi chỉ vào trước mặt cái ly đồ uống. Triều Trần Tử Bình truy vấn nói. Không thể phủ nhận, người này ly đồ uống hương vị xác thật thực không tồi. Chính là ta phát hiện hai vấn đề, nếu giải quyết không được lời nói, chỉ sợ vẫn là đối tiệm trà sữa vô ích. Lý học tỷ có thể tìm được vấn đề tự nhiên là tốt. Xuất hiện vấn đề cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không có tìm ra vấn đề. Trần Tử Bình ha hả cười, tay phải đi phía trước duỗi ra, ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. Lý học tỷ cứ nói đừng ngại, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, như thế nào đem ngươi nói vấn đề đều cấp giải quyết hảo. Lý từ từ không tỏ ý kiến gật gật đầu, chỉ vào Trần Tử Bình trước mặt quầy thượng còn không có thu thập mấy cái gia vị ly, mở miệng nói. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi cái này trà sữa điều phối đến tốt như vậy uống, chế tác phương pháp chỉ sợ cũng không dễ dàng nắm giữ. Ngươi hay không thật sự có thể bảo đảm, gần chỉ là trải qua một đoạn thời gian huấn luyện nhân viên cửa hàng, có thể làm ra cùng ngươi này ly hương vị không sai biệt mấy đồ uống. Phải biết rằng, rất nhiều cái gọi là đặc sắc gia nhập cửa hàng, chân chính thực địa làm được hương vị đều cùng nguyên cửa hàng kém rất đại. Đồng dạng đánh cờ hiệu nói là hảo hảo ăn liễu châu bún ốc ngươi ở liễu châu bản địa ăn đến hương vị cùng ngươi ở cửa nhà ngươi ăn đến tuyệt đối không giống nhau chẳng sợ cái kia chủ tiệm khả năng chính là từ khu tây lưỡng quản liễu châu tới khai cửa hàng người bên ngoài ở thay đổi một hoàn cảnh thay đổi một cái khí hậu lúc sau làm được bún ốc hương vị đều sẽ một trời một vực bởi vậy lý từ từ lo lắng trần tử bình vừa rồi kia một phen hoa hòe loè loẹt điều rượu động tác bình thường nhân viên cửa hàng căn bản học không được nếu liền lay động quấy kỹ xảo đều không có nắm giữ nói nhân viên cửa hàng nhóm làm sao có thể chế tạo ra hương vị tương tự đồ uống trần tử bình nghe được lý từ từ vấn đề sau khóe miệng hơi hơi mỉm cười thuận thế duỗi tay cầm lấy trước mặt hai cái cái ly về điểm này các ngươi kỳ thật thật cũng không cần lo lắng này đó trà sữa chân chính trung tâm nguyên tương ta mỗi cách mấy ngày đều sẽ tự mình tới trong tiệm sau bếp điều phối sau đó phóng tới tủ lạnh ướp lạnh giữ tươi đám kia nhân viên cửa hàng nhóm phải làm chính là hướng nguyên tương bên trong tăng thêm sữa tươi sau đó lay động quấy ở bên nhau là được cũng chính là tăng thêm một ít dừa quả trân châu kem ninh tinh loại này không thể lâu phóng nguyên liệu nấu ăn thôi khó khăn kỳ thật căn bản không có các ngươi tưởng như vậy cao. Nghe được Trần Tử Bình trả lời, Lý Từ từ lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nhưng là nàng lập tức lại ngay sau đó truy vấn ra cái thứ hai vấn đề. Mặt khác, ta từ ngươi này ly trà sữa trung có thể uống ra vài loại trái cây hương vị, rõ ràng đều là tiên ép. Thậm chí ngươi còn hướng trong đầu tăng thêm kem minh sa, tới thay thế khối băng chế tạo đóng băng mát mẻ vị. Như vậy tuy rằng uống lên hương vị sẽ thực không tồi, nhưng là mỗi một ly trà sữa phí tổn ngươi hay không có suy xét quá. Nếu một ly trà sữa đều đến bán thượng mấy chục đồng tiền giá cao nói, chúng ta cũng vẫn là không thể đạt được nhiều ít tiêu phí đến khởi khách hàng. Nghe được lý từ từ vấn đề sau, bên cạnh thương giai mộng cũng hậu tri hậu giác mà phản ứng lại đây. Đúng vậy Trần Học Đệ, này ly trà sữa tốt như vậy uống, phí tổn nhất định không tiện nghi đi. Chúng ta cửa hàng tới gần làng đại học, khách hàng cũng phần lớn đều là chút bình thường học sinh, mấy chục đồng tiền một ly giá cả khả năng xác thật là có chút quá cao. Đừng đến lúc đó hảo uống tuy rằng là hảo uống, lại biến thành như là mi can dung như vậy cao tiêu phí nơi. Trần Tử Bình vừa rồi cùng các nàng đi tới trên đường, liền nghe thương giai mộng chỉ lộ giới thiệu quá mấy trăm mễ ngoại có một nhà tiệm cơm tây khi gia tiệm cơm tây tên gọi là mi can dung chi phí bình quân ít nhất 300 khởi bước thông thường đều là trong trường học tiểu tình lữ quá nặng muốn ngày hội theo đuổi lãng mạn không khí cùng hoàn cảnh khi mới có thể nhịn đau sảng khoái một chút đi loại này xa xỉ nhà ăn tiêu phí một đợt lý từ từ lo lắng trần tử bình này ly trà sữa tốt như vậy uống cần thiết muốn hướng trong đầu tạp đi vào không ít nguyên liệu thật nguyên liệu nấu ăn này nếu là một ly trà sữa phí tổn đều đã hơn 20 đồng tiền khi đối ngoại giá bán ít nhất phải tiếp cận hơn 40 đồng tiền một ly. Uống một chén trà sữa cùng ăn một đống lẩu cây tiêu dùng đều không sai biệt lắm. Trong trường học rất nhiều nghèo ha ha học sinh, nơi nào sẽ bỏ được mỗi ngày đi ngang qua dạo ngang qua điểm một ly đâu. Hảo uống, nhưng là không bán chạy, kia tiệm trà sữa giống nhau là kiếm không đến tiền. Chương 63, cái này nam sinh, không đơn giản a. À? Nhìn đến hai vị học tỷ lúc này đều lộ ra một bộ thập phần tiết hận biểu tình. Trần Tử Bình không khỏi không nhịn được mà bật cười hắn tay phải hơi hơi gập lên hai ngón tay ở quầy trên mặt bàn nhẹ nhàng khấu hai hạ từ từ học tỷ ngươi khả năng không có chú ý tới ta vừa rồi điều phối này hai ly trà sữa thời điểm căn bản liền kho hàng đều không có đi vào chỉ cần chỉ là dựa vào lúc này quầy thượng còn thừa này đó tài liệu ta cũng đã cũng đủ chế tạo ra này hai ly trà sữa trần tử bình ha hả cười tay phải như là đàn dương cầm giống nhau ở trước mặt từ tả hướng hữu hư cắt một vòng các ngươi uống lên thời điểm khả năng sẽ cảm giác ta này ly trà sữa bên trong dùng lưu thực đủ phân lượng rất nhiều chính là trên thực tế ngay cả các ngươi uống lên phân lượng nhiều nhất sữa bò ta kỳ thật đều chỉ là dùng thấp chi sữa bột hiện trường hướng phao ra tới thôi càng đừng nói những cái đó trái dừa nước dâu tây nước cùng tiên nước chanh linh tinh nước trái cây kỳ thật ta mỗi một loại nước trái cây đều gần chỉ là thả một chút mà thôi chỉ cần làm chúng nó chi gian không cần cho nhau tranh đoạt che giấu rất lẫn nhau hương vị vì trở nên cực có trình tự cảm thời điểm uống lên tự nhiên mỗi một loại hương vị đều sẽ trở nên rõ ràng sáng tỏ trần tử bình nói tới đây thời điểm hai tay lão thần khắp nơi mà đoan ở trước ngực phản phất một vị chế tác trà sữa đồ uống vài thập niên lâu sư phụ già giống nhau, định liệu trước mà nói. Vì cái gì đầu bếp gần chỉ phóng mấy viên hoa tiêu là có thể ra vị, mà người thường lại là một chén một chén mà hướng trong nồi đảo. Này kỳ thật chính là đối mỗi loại tài liệu hương vị nặng nhẹ nắm chắc không chuẩn, cho nên mới vô pháp hoàn mỹ thể hiện ra nguyên liệu nấu ăn hương vị cùng hương khí. Các tiệm trà sữa hướng trà sữa tăng thêm này đó phụ liệu thời điểm, đều nắm chắc không chuẩn chúng nó lẫn nhau chi gian tỷ lệ quan hệ, cho nên hoặc là uống lên quá ngọt, hoặc là chính là dễ dàng phát nghị nhưng ta phối phương có thể tinh chuẩn mà nắm chắc mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn phân lượng, lẫn nhau chi gian không chỉ có lẫn nhau không ảnh hưởng, thậm chí còn sẽ trợ giúp đề hương tăng vị, tự nhiên chính là dệt hoa trên gấm. Thương giai mộng cùng lý từ từ hai người nghe được trần tử bình này một phen thao thao bất tuyệt, tức khắc bị hù đến biểu tình sững sốt sững sốt, thậm chí đều không tự giác mà há to miệng. Lý từ từ theo bản năng mà hỏi nhiều một câu. Kia, vậy ngươi vừa rồi kia hai ly trà sữa phí tổn, ước chừng là bao nhiêu tiền? Trần tử bình ha hả cười, vương một ngón tay tổng thể bình quân tới nói, mỗi một ly ước chừng là 10 đồng tiền tả hữu. Mà nếu tiêu thụ số lượng nhiều lên lúc sau, các ngươi lấy nguyên vật liệu hàng hóa giá cả còn có thể nói đến càng thấp, đến lúc đó còn sẽ càng thấp. Nghe đến đó, Thương Giai Mộng cùng Lý từ từ hai người tức khắc sợ ngây người. Tốt như vậy uống một ly đồ uống, phí tổn giới cư nhiên còn không vượt qua 10 đồng tiền. Khi cứ như vậy, để lại cho các nàng định giá không gian đã có thể thập phần sung túc A. 16 đồng tiền một ly, hoặc là trực tiếp 20, đều không phải không thể A. Tuy rằng lợi nhuận suất chợt vừa thấy lên, tự hồ không có hướng đối trà sữa phấn chế phát bình thường trà sữa tới cao chính là trần tử bình lấy ra tới loại này độc nhất vô nhị phối phương nó thật sự thực hảo uống a à. chỉ cần có thể hấp dẫn đến cũng đủ số lượng tân khách hàng chẳng sợ chỉ cần bằng vào ít lãi tiêu thụ mạnh phương thức tiệm trà sữa đều có thể hung hăng mà kiếm thượng một tuyệt bút tiền càng đừng nói trần tử bình lại còn tiếp theo nói trừ bỏ này ly trái tim mùa thu bên ngoài ta còn có thể cho các ngươi tiệm trà sữa cung cấp bốn loại cái khác đồ uống phối phương nếu dựa theo thành vốn dĩ bài tự nói quý nhất phí tổn một ly 20 khối tả hữu, nhất tiện nghi khả năng còn không đến năm đồng tiền. Thương Giai Mộng vừa nghe, tức khắc càng thêm vui mừng. Khi bốn loại tân trà sữa, đều có thể cùng cái này trái tim mùa thu không sai biệt lắm hương vị sao. Trần Tử Bình rất là tự tin gật gật đầu. Đương nhiên, nhất tiện nghi cái loại này phối phương kỳ thật cũng chỉ là tài liệu phí tổn rẻ tiền thôi, uống lên vị cũng không thể so các ngươi vừa mới uống đến kém. Thương Giai Mộng cùng Lý từ từ nghe đến đó, rốt cuộc kiềm chế không được trong lòng kích động. Hai người bọn nàng ở cái bàn hạ lặng lẽ cầm đối phương bàn tay, đều cảm giác được đối phương ý tưởng. Làm. Tốt như vậy sinh ý, ai không làm ai là ngu ngốc. Tuy rằng Trần Tử Bình cũng không có đầu tư các nàng một số tiền, làm các nàng tiếp tục duy trì tài chính liên. Nhưng là Trần Tử Bình cho các nàng, lại là một cái có thể trực tiếp phá cục đòn sát thủ. Úc không? Là năm cái. Thương giai mộng tâm tình mênh mông mà vẫy vẫy tiểu nắm tay, hưng phấn không thôi mà nói. Ha ha! Có này năm loại hương vị độc cụ đặc sắc kiểu mới trà sữa, chúng ta trà nhan duyệt sắc tiệm trà sữa tuyệt đối có thể một lần nữa khai hỏa danh khí, cướp đoạt hồi ban đầu thị trường. Gần chỉ là cướp đoạt hồi ban đầu thị trường đơn giản như vậy sao? Trần Tử Bình khó được nhìn thấy vị này học tỷ như vậy cao hứng bộ dáng, nhịn không được ra tiếng trêu chọc một câu. Chiếu ta nói a, à, khởi bước chính là cùng các ngươi cái kia kêu đối thủ cạnh tranh huyết chiến rốt cuộc vẫn luôn muốn đem nó cấp phá đổ mới thôi." Thương giai mộng nghe được Trần Tử Bình lời nói, tức khắc cũng là lòng đầy căm phẫn mà nói. "Đối. Gọi bọn hắn âm thầm sự ám chiêu hố chúng ta một hồi. Chúng ta lúc này đây đông sơn tái khởi." liền phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem bọn họ cấp bài trừ làng đại học thị trường này ban đầu vẫn luôn có chút mặt của mày châu lý từ từ lúc này cũng rốt cuộc giãn ra khai tập kia đẹp mày lá liễu nàng nhìn chăm chú vào trước mặt vẻ mặt sang sảng tươi cười cùng các nàng đối diện trần tử bình trong lòng bỗng nhiên liền cảm thấy vài phần áy náy cùng xin lỗi chỉ thấy nàng đột nhiên triều trần tử bình hơi hơi cúi đầu thành khẩn mà tạ lỗi nói trần học đệ thực xin lỗi phía trước ta thái độ vẫn luôn có chút không tốt ta và ngươi xin lỗi bởi vì trong khoảng thời gian này cửa hàng gặp nguy cơ ta vẫn luôn đều phi thường lo lắng phía trước nghe được ngươi nói có thể dễ dàng giải quyết ta còn tưởng rằng ngươi là ái khoác lác thích đậu chúng ta chơi hoa hoa công tử đâu hiện giờ thoạt nhìn kỳ thật từ lúc bắt đầu ta cũng đã sai rồi lý từ từ nói tới đây khi ngẩng đầu cùng trần tử bình đối diện thường trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi ngươi kỳ thật là cái có thật bản lĩnh người phi thường cảm tạ ngươi có thể ở chúng ta gặp được nguy cơ thời điểm vương tay giúp chúng ta lần này trần tử bình thấy lý từ từ nói được như thế nghiêm túc trong lúc nhất thời cũng có chút không biết như thế nào trả lời là hảo trần tử bình nhìn thấy hai vị học tỷ trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười trong lòng cũng rất là cao hứng vì thế hắn dứt khoát duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi cười ha hả mà đáp không có việc gì không có việc gì chúng ta đều đã là bằng hữu sao bằng hữu chi gian gặp phiền toái có thể giúp được với vội khẳng định đến giúp một chút hai vị học tỷ kỳ thật cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn rốt cuộc các ngươi có thể từ đại ngay từ đầu liền gây dựng sự nghiệp vẫn luôn đem tiệm trà sữa kinh doanh đến giờ này ngày này này phó sạp đã xem như thực không tồi ta phi thường hy vọng nhìn đến này gian tiệm trà sữa ở các ngươi hai người kinh doanh hạ trở nên càng ngày càng tốt lý từ từ nghe được trần tử bình này phiên rất là thỏa đáng sau khi trả lời không khỏi có chút kinh ngạc mà nhìn phía hắn chỉ thấy trước mặt trần tử bình tướng mạo đường đường khí vũ hiên ngang trên người mang theo một loại viễn siêu bạn cùng lứa tuổi trầm ổn khí tràn hắn cặp kia hắc mâu trung phát ra trầm ổn ánh mắt càng là lệnh nhân tâm sinh kinh ngạc lý từ từ trong đầu mặt danh nhớ tới một câu thiên nga chi cốc vũ chưa phong lại có tứ hải chi tâm hổ báo chi câu văn chưa thành đã có thực ngưu chi khí quyển thiên hạ, thông tính bác hoang. Chương 64, hắn cư nhiên không tiếp thu ta hảo ý. Diều hâu ấu điểu tuy rằng cánh chim còn chưa đầy đặn. Lại đã có ngao du tứ hải, bao trùm thiên hạ hùng tâm. Hổ báo ấu thú tuy rằng da lông còn chưa mọc ra hoa văn. Nhưng sớm đã cụ bị mồm to cắn nuốt con mồi bá đạo khí thế. Lý từ từ đã đã quên, chính mình rốt cuộc là ở đâu quyển sách thượng nhìn đến này đoạn lời nói. Thậm chí lúc ấy tuổi nhỏ nàng, còn căn bản vô pháp đọc hiểu lời này sở biểu đạt ý tứ. Chính là hiện giờ đương nàng tận mắt nhìn thấy Trần Tử Bình lúc sau nàng đột nhiên liền ngộ mà là vẫn là trong nháy mắt cái gì đều minh bạch cái loại cảm giác này lời như vậy hoặc là nói là đánh giá đặt ở trước mắt trần tử bình trên người thật là lại thích hợp bất quá ở khác cùng tuổi nam sinh còn ở vội vàng chơi game nhảy đứt cô tán gái thời điểm trần tử bình lại sớm đã nắm giữ nhiều loại tùy thân bản lĩnh hơn nữa biểu hiện ra cực có kinh thương đầu óc thiên phú này chỉ sợ cũng là sinh ra liền cùng mặt khác người bất đồng chỗ đi nghĩ đến đây lý từ từ cũng nhớ tới trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn sự tình chuẩn bị cùng Trần Tử Bình đàm luận khởi chia hoa hồng sự tình. Trần Học Đệ, ngươi lấy ra phối phương đối chúng ta trợ giúp thật là quá lớn, ta cùng giai mộng quyết định cắt lấy ra 25% cổ phần, giờ đi giao dịch đến ngươi trên tay. Cứ như vậy, ngươi đạt được 50% cổ phần sau, về sau liền cũng là này gian tiệm trà sữa lớn nhất cổ đông. Nhưng Trần Tử Bình vừa nghe, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Hắn trong lòng đối với nhập chủ tiệm trà sữa, vẫn luôn có loại không thật là khéo dự cảm. Chính là hắn một chốc một lát mà, lại nói không nên lời rốt cuộc nơi nào không ổn vì thế trần tử bình thử thăm dò triều lý từ từ hỏi nếu hai vị học tỷ đã thật sự nguyện ý đem ta trở thành đối tác ta đây cũng lắm miệng lại một lần nữa hỏi nhiều một lần không biết hai vị học tỷ đỉnh đầu có thể vận dụng tiền mặt thêm lên đại khái còn có bao nhiêu mức bộ dáng ngạch ngươi là ở lo lắng cửa hàng tài chính liên vấn đề sao lý từ từ nghe vậy cắn chặt răng thử thăm dò trả lời nói nếu ngươi là lo lắng trong tiệm tài chính không đủ không thể duy trì đến đi lên quỹ đạo thời điểm nói vậy ngươi cứ yên tâm đi Tuy rằng ta vốn lưu động phần lớn đều bị đè ở mặt khác đầu tư hạng mục, chính là ta còn là nhận thức có mấy cái bằng hữu. Đám kia nhà giàu đại tiểu thư nhóm này thường ra tay rộng rãi thật sự, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mượn ta chút tiền quay vòng một chút. Tuy rằng Lý Từ Từ nói được đơn giản, chính là Trần Tử Bình lại nhìn ra nàng biểu tình che giấu đến rất thâm vài phần khó xử. Tự hồ cùng nàng trong miệng kia mấy cái nhà giàu đại tiểu thư vay tiền, làm Lý Từ Từ cảm thấy có chút do dự cùng nang kham. Trần Tử Bình nghĩ nghĩ, hẳn là như vậy không sai. Nói cách khác, chỉ bằng Lý Từ Từ xuất thân, cùng bằng hữu vòng chất lượng. Nếu nàng thật sự dễ dàng như vậy có thể mượn đến tiền. Tiệm trà sửa lại như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại cái này kề bên đóng cửa hoàn cảnh. Đối với chân chính phú nhị đại tới nói, 10 vạn 8 vạn nơi nào xem như tiền. Mua một cái đẹp LV bao bao, đều so cái này tiêu phí cao. Hiển nhiên, lý từ từ hoặc là là ở nàng bạn cùng lứa tuổi trong vòng không thế nào nhận người đãi thấy, không có gì bằng hữu. Hoặc là chính là trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn biến cố. Cho nên mới sẽ làm đám kia phú nhị đại các bằng hữu không muốn duỗi tay trợ giúp lấy lý từ từ tướng mạo tới nói người trước hẳn là không quá khả năng khi đệ nhị loại giả thiết khả năng tính liền trở nên cao đi lên như vậy tiếp tục thâm nhập phỏng đoán một chút nói lý từ từ khả năng căn bản liền không có gì khác đầu tư hạng mục nàng hiện giờ này gian tiệm trà sữa nói không chừng đều đã là trên tay nàng chỉ dư lại sản nghiệp trần tử bình một đường phân tích nghĩ đến đây thời điểm trong lòng đột nhiên cũng là đột nhiên cả kinh hắn phát hiện chính mình cái kia thượng lưu quý công tử danh hiệu xác thật rất lợi hại ở tiềm di mặt hóa trong quá trình khiến cho trần tử bình tư duy trở nên cực kỳ nhanh nhẹn hơn người lòng dạ lòng dạ càng là thâm thúy không ít gần chỉ là ở chung không đến một giờ uống lên một ly trà sữa công phu trần tử bình cũng đã đem lý từ từ tình cảnh phỏng đoán ra cái bảy tám phần bất quá mặc kệ lý từ từ rốt cuộc là nào một loại tình huống trần tử bình đều không nghĩ đi nhúng tay trong đó miễn cho lê dính thượng không cần thiết chuyện phiền toái nhi hắn chỉ nghĩ đem trước mắt này gian tiệm trà sữa sự tình xử lý tốt là được nếu quá nhiều cùng nàng sinh ra giao thoa có lẽ đối với chính mình tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Trở thành tiệm trà sữa cổ đông, mặt ngoài thoạt nhìn tự hồ phân tới tay tiền càng nhiều. Chính là trên thực tế tiệm trà sữa gặp sự tình gì thời điểm. Hắn cũng sẽ gánh vác một nửa trách nhiệm. Quyền lợi cùng nghĩa vụ, ích lợi cùng trách nhiệm, đều là tương phụ tương tồn. Đừng nhìn nhất thời bắt được tiền khả năng sẽ nhiều, nhưng vạn nhất xảy ra sự, nguy hiểm cũng đến bối thượng một nửa nồi. Vì thế Trần Tử Bình lập tức quyết định. Chính mình tốt nhất từ bỏ trở thành tiệm trà sữa đại cổ đông hậu đại hồi quỷ, miễn cho dẫn hỏa thượng thân hắn lập tức lắc lắc đầu triều lý từ từ nói thôi bỏ đi từ từ học tỷ mượn nhân gia tiền chung quy là kiện dông dài chuyện phiền toái có thể không vay tiền liền vẫn là đừng đi kia một bước đến nỗi cửa hàng cổ phần sự tình trần tử bình nói tới đây thời điểm thương giai mộng cùng lý từ từ hai người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp các nàng biết trần tử bình kế tiếp theo như lời lời nói trọng yếu phi thường tiệm trà sữa tương lai rốt cuộc thuộc về ai lúc này ngay từ đầu khi hợp tác an bài cũng đã quyết định hết thảy hai người bọn nàng có chút lo lắng trần tử bình lấy ra như vậy độc cụ đặc sắc đồ uống phối phương sẽ yêu cầu càng nhiều cửa hàng cổ phần rốt cuộc có thể có được như vậy ưu tú đồ uống phối phương trần tử bình tùy tùy tiện tiện đầu tư một số tiền chính mình đều có thể tân khởi bếp lò khai một nhà tân tiện trà sữa như vậy gần nhất chính mình toàn tư độc chiếm cửa hàng sở hữu cổ phần chẳng phải là càng tốt các nàng có thể cung cấp hợp tác điều kiện đơn giản chính là trước mắt này gian kề bên đóng cửa tiệm trà sữa cùng một ít kho hàng tài liệu tồn kho thôi liền điểm này đồ vật có thể để được với bao nhiêu tiền đầu tư phí tổn bởi vậy các nàng lúc này trong lòng đều có chút bất ổn. Sợ Trần Tử Bình cho dù đáp ứng cùng các nàng hợp tác, nói không chừng cũng sẽ một hơi yêu cầu càng nhiều cửa hàng cổ phần. Nhưng làm hai người bọn nàng đều không có nghĩ đến chính là. Trần Tử Bình ngữ khí một đống lúc sau, thế nhưng nói ra một phen làm các nàng đại kinh thất sắc lời nói. Các ngươi hai người danh nghĩa này gian tiệm trà sữa, bản thân cũng đã có được hoàn thiện mặt tiền cửa hàng phương tiện cùng nhập hàng con đường, ở trường học phụ cận cũng coi như là khai rất lâu nhãn hiệu lâu đời mặt tiền cửa hàng, xem như có quảng cáo thanh danh hiệu ứng. Nếu ta gần chỉ là dựa vào mấy cái phối phương liền lấy đi một nửa cổ phần, ta tổng cảm thấy chiếm ngươi cùng thương học tỷ đại tiện nghi, ái ngại a. À. Này một nửa cổ phần, ta không thể tiếp thu Nghe được Trần Tử Bình sau khi trả lời, Lý Từ Từ lập tức có chút ngây ngẩn cả người Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tử Bình cư nhiên không chỉ có không có yêu cầu càng nhiều cổ phần, ngược lại liền 50% cổ phần đều không muốn tiếp thu Tiện trà sữa 50% cổ phần, nó chẳng lẽ không hương sao Này nếu thật sự như là Trần Tử Bình nói như vậy bắt đầu đại lượng đối ngoại tiêu thụ này đó đặt sắc đồ uống lúc sau, tiệm trà sữa sinh ý tuyệt đối sẽ thực thịnh vượng. Đến lúc đó dùng mỗi ngày hốt bạc tới hình dung chỉ sợ đều không đủ vì quá. Này 50% cổ phần, đó chính là một cái sẽ hạ kim trứng gà mái a. Chính là hiện tại này chỉ kim gà mái, các nàng hai cái đều đã chủ động giao cho Trần Tử Bình trên tay, hắn cư nhiên còn không tiếp thu. Chương 65, nhìn không ra tới, người cư nhiên là loại người này. Lý Từ Từ trong đầu xoay đã lâu, trước sau làm không rõ ràng lắm, Trần Tử Bình rốt cuộc ra sao dụng ý? là ta tỉnh hương không đủ. Không phải, nói sai rồi, lại đến một lần. Là này chỉ hạ kim trứng gà mái không đáng giá tiền. Vẫn là Trần Tử Bình căn bản liền chướng mắt này một gian cửa hàng. Lý từ từ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Lấy Trần Tử Bình gia thế, chướng mắt này một gian hai gian cửa hàng cổ phần, cũng thuộc bình thường. Chính là Lý từ từ cảm thấy Trần Tử Bình có thể không cần, nhưng là chính mình lại không thể không cho. Vì thế nàng còn là phi thường nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Trần Học Đệ, ngươi phối phương đối với chúng ta cửa hàng tới nói, đó chính là khởi tử hồi sinh linh đang dịu dược. Nếu không có ngươi đặc sắc phối phương, này gian cửa hàng cũng không có biện pháp kiếm được tiền. Này một nửa cổ phần, ngươi nhận lấy là theo lý thường hẳn là sự tình. Cũng mặc kệ lý từ từ cỡ nào thành khẩn mà tương tặng cổ phần. Sớm đã quyết định chủ ý Trần Tử Bình, đều sẽ không nhận lấy này 50% cổ phần. Chỉ thấy Trần Tử Bình tùy ý mà vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói. Từ từ học tỷ, ngươi không cần nói nữa. Ta phi thường thưởng thức hai vị học tỷ có thể từ không đến có, đem tiệm trà sữa phát triển trở thành hôm nay này phúc cách cục. Ta không hy vọng nhìn đến nó bởi vì một lần nho nhỏ ngoài ý muốn, liền trên đường chết non. Các ngươi có thể đem ta hành vi trở thành là bằng hữu gian một lần tặng, thậm chí là coi như thương nghiệp thượng trao quyền tiêu thụ đều có thể. Nhưng ngàn vạn không cần đem ta trở thành tưởng cùng các ngươi chia lại cổ phần đối tác, ta từ lúc bắt đầu liền không có, sinh ra quá như vậy ý niệm. Huống chi ta phối phương hiện giờ cũng còn không có chân chính bày ra ra thực lực, rốt cuộc có thể hay không thật sự thành công, còn phải nhìn đến thời điểm những cái đó học sinh khách hàng nhóm phản ứng liệt còn không có kiếm được tiền liền bắt đầu thảo luận cổ phần chia hoa hồng sự tình, hai vị học tỷ các ngươi xem ta là như vậy lợi thế người sao? Trần Tử Bình hơi hơi mỉm cười, cuối cùng vẫn là cự tuyệt lý từ từ cổ phần. Lý từ từ nghe xong Trần Tử Bình ngôn ngữ, hốc mắt trung lập khắc không khỏi có chút hơi hơi phím hồng lên. Nàng bắt đầu nhớ lại tới, chính mình từ nhìn thấy Trần Tử Bình thời điểm khởi, liền cho rằng hắn tâm thuật bất chính, bủng xỉn tham tài. Cho nên đối hắn liền vẫn luôn chưa từng có thật tốt thái độ, vẫn luôn đều ở chọn hắn thứ nhưng Trần Tử Bình không chỉ có chút nào chưa từng tức giận, càng là vẫn luôn không kiêu ngạo không xỉm định, không cao ngạo không nóng nảy mà cho chính mình giảng giải. Đến cuối cùng, đều có thể vứt bỏ rất tuyệt bút lợi nhuận thu vào, chỉ vì trợ giúp chính mình giữ gìn tiệm trà sữa. Trần Tử Bình hắn gia giáo tu dưỡng, hảo tới rồi một cái làm ta không dám tưởng tượng nông nổi. Có thể có như vậy tính nết cùng trí tuệ, có thể thấy được hắn chí hướng rốt cuộc có bao nhiêu cao xa, lòng dạ rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Lý Từ Từ rốt cuộc hoàn toàn buông xuống thành kiến. Bắt đầu thưởng thức khởi Trần Tử Bình biểu hiện ra ngoài đủ loại ưu điểm mà có này phiên ý niệm sau lý từ từ lại nhìn về phía trần tử bình thời điểm trong lòng đột nhiên không lý do mà liền toát ra vài phần tiểu ngượng ngùng lúc trước bởi vì trần tử bình không khẩu nói mạnh miệng duyên cớ lý từ từ tổng cảm thấy trần tử bình là ở khoác lác miệng toàn nói phép một chút cũng không làm đến nơi đến chốn đối hắn cũng không có quá lớn hảo cảm độ chính là hiện giờ cảm nhận được trần tử bình tính sẵn trong lòng cùng tự tin tràn đầy lúc sau này hết thảy đều thay đổi nàng ngược lại bắt đầu cảm thấy Trần Tử Bình làm người như vậy bằng phẳng vô tư, tuyệt đối là cái hảo nam nhân. Nếu Trần Tử Bình giúp chính mình, kia chính mình càng không thể làm Trần Tử Bình có hại. Chính mình hẳn là chủ động đem Trần Tử Bình nên được kia phân lợi nhuận giao cho trên tay hắn. Vì thế lý từ từ đầu xoay chuyển. Rốt cuộc lại cùng Trần Tử Bình nói thỏa mặt khác một loại trao quyền phương thức hợp tác. Đó chính là mỗi sử dụng một lần Trần Tử Bình phối phương điều chế trà sữa. Tiệm trà sữa liền sẽ chi trả cấp Trần Tử Bình một bút trao quyền phí dụng. Dựa theo thực tế giá cả tới tính nói đại khái bình quân mỗi bán ra một ly trà sữa, Trần Tử Bình liền có thể kiếm được 3 đồng tiền. Trần Tử Bình chợt vừa nghe đến 3 đồng tiền trao quyền phí, trong lòng cũng cũng không có cảm thấy rất nhiều, vì thế liền vui vẻ đồng ý xuống dưới. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Lý Từ Từ vì trước tiên cướp đoạt hồi tiệm trà sữa khách hàng thị trường, sớm đã quyết định đêm này vài loại đặc sắc trà sữa đều tiến hành giá thấp bán ra. Nói cách khác đi được đều là tiếp lãi tiêu thụ mạnh, chiêu số. Trần Tử Bình mỗi bán ra một ly liền cố định bắt được 3 đồng tiền thu vào này kỳ thật đã muốn sau so một ly trà sữa thuận lợi nhuận 50% còn nhiều. Lấy lý từ từ kiêu ngạo tính cách, nàng là khẳng định sẽ không chiếm Trần Tử Bình tiện nghi. Nên cấp Trần Tử Bình chỗ tốt, nàng chẳng sợ bên ngoài thượng chưa cho đi ra ngoài, sau lưng cũng thay đổi một loại phương thức trả lại cho Trần Tử Bình. Trần Tử Bình bởi vì không rõ ràng lắm lý từ từ tiêu thụ sách lược, cũng đối cửa hàng buôn bán cụ thể số liệu linh tinh tin tức không quá quen thuộc. Cho nên cũng không biết, hắn bắt được tay chỗ tốt, kỳ thật so 50% cổ phần thu vào còn nhiều. Lúc này hắn ở rốt cuộc xong xuôi này một phen sự tình lúc sau, trong lòng chính vui vẻ đâu. Chính mình ra tay, bảo vệ trà nhan duyệt sắc tiệm trà sữa. Đã có thể làm theo đuổi đối tượng Mai hơi hơi càng thêm thư thái công tác, phương tiện chính mình theo đuổi thế công, xoát lấy hảo cảm độ. Lại có thể làm chính mình cầm trong tay độc nhất vô nhị trà sữa phối phương biến hiện, kiếm được một bút ý ngoại chi tài, phong phú tiền bao. Cuối cùng còn có thể nhân tiện giúp đỡ đến hai vị học tỷ, làm tiệm trà sữa khởi tử hồi sinh. Tương lai nói không chừng còn có thể dựa vào các nàng quan hệ, giúp chính mình ở trong trường học dựng bằng hữu nhân mạch. Hôm nay này một vòng thao tác, Quả thực chính là một cục đá hạ ba con chim. Nghĩ đến đây, Trần Tử Bình trên mặt tức khắc hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Trong đầu cũng bắt đầu thiết tưởng lên, chính mình đến lúc đó ở Mai hơi hơi trên người cùng soát hảo cảm độ, đạt được đại lượng hệ thống thần kỳ khen thưởng vật phẩm cảnh tượng. Nghĩ nghĩ, Trần Tử Bình cũng không khỏi có chút thất thần lên. Đều nói người cùng người ở chung, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, chính là bởi vì có vào trước là chủ cảm giác sau. Trong ánh mắt đối đãi một người hành vi khi thái độ đều sẽ trở nên không giống nhau. Đương người cảm thấy một người thực giàu mở thời điểm, hắn mặc kệ làm được lại hảo ngươi đều cảm thấy thực phù hoa. Chính là đưa ngươi cảm thấy một người rất xoái khí thời điểm. Có lẽ hắn chỉ là uống miếng nước, ngươi đều cảm thấy tràn ngập mị lực. Lúc này Lý Từ Từ đối Trần Tử Bình thái độ biến hóa, liền vừa lúc so như vậy. Chẳng sợ lúc này Trần Tử Bình chỉ là tùy ý nhàn tản mà dựa vào quầy miễn cười phóng không đầu óc. Nàng đều tự mình não bổ ra Trần Tử Bình có thể là ở tự hỏi cái gì chuyện quan trọng. Lý Từ Từ lập tức có nghĩ thầm muốn biểu hiện một chút chính mình năng lực. Làm Trần Tử Bình không cần như vậy gian nan mà toàn từ chính mình một mình gánh chịu vì thế nàng lập tức tiến lên một bước ôm nhu triều trần tử bình hỏi trần học đệ ta xem ngươi tự hồ lòng có sở tư không biết là còn có chuyện gì không có suy xét chu toàn sao không bằng ngươi nói ra chúng ta đại gia cùng nhau tưởng cái biện pháp giải quyết nó tùy ý phóng không đầu óc phát ngốc trần tử bình bị nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây theo bản năng mà a một tiếng ta đem trong lòng tưởng sự tình nói ra nói cái gì chẳng lẽ nói thẳng ta muốn liêu muội hơn nữa kia nữ sinh vẫn là các ngươi cửa hàng tân chiêu nhân viên cửa hàng sao trần tử bình cái khó ló cái khôn chạy nhanh dời đi đề tài, cố ý hơi nhíu mày nói. Tuy rằng ta đến lúc đó sẽ đem trà sữa nguyên tương chế tác hảo, nhưng là nhân viên cửa hàng điều phối kỹ xảo cùng thủ pháp vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian huấn luyện. Nhưng học tỷ các ngươi cũng biết, ta hiện tại vừa mới học năm nhất, kế tiếp một tháng thời gian mỗi ngày đều phải quân huấn, cũng trừ không ra thời gian tới cửa hàng nội thực địa huấn luyện a. Thời khắc mấu chốt, vẫn là thương giai mộng đầu thông minh. Nàng lập tức một phách lòng bàn tay, nghĩ ra một cái chủ ý. Này còn không đơn giản sao, thiện xạ, duy tay thuộc ngươi học không được nguyên nhân chính là không đủ thuần thục, chỉ cần nhiều luyện tập điều phối, các nàng liền tính lại bổn cũng là sớm hay muộn có thể học được. Như vậy đi, kế tiếp 7 ngày thời gian nội, nhân viên cửa hàng nhóm vẫn là cứ theo lẽ thường bán bình thường trà sữa. Nhưng là mỗi ngày nhân viên cửa hàng đi vào trong tiệm khi, đều phải phân biệt điều phối trần học để ngươi truyền thụ kia năm loại đặc sắc trà sữa các 10 ly. Cứ như vậy, mỗi người mỗi ngày phải luyện tập chế tác 50 ly tân trà sữa, ta còn không tin mấy ngày thời gian xuống dưới, các nàng còn học không được. Chương 66, hắn cùng nam sinh khác đều bất đồng thương giai mộng thân là giáo học sinh hội phó hội trưởng giáo quảng bá trạm quyền lực pha cao quản lý cán bộ tổ chức sức người sức của phương diện này sự tình đối với nàng tới nói quả thực chính là tay đến nhặt ra nàng chính là đặc biệt am hiểu phương diện này công tác ở trần tử bình xem ra tựa hồ có chút không hảo làm cái này cục diện nàng đã sớm đã có phong phú ứng đối kinh nghiệm ngày thường trường học học sinh hội quản lý trong quá trình cũng có rất nhiều thành viên các loại kêu khổ kêu mệt chuyện này nói không hiểu biết không hiểu khi sự kiện nói không lộng quá sẽ không tóm lại chính là các loại thoái thác tưởng lười biến. Mà thương giai mộng dùng chính là học tập tự cao tam các lão sư nhất chiêu, luyện bất tử, vậy hướng chết luyện. Không sợ bọn họ làm được không tốt, liền sợ bọn họ không muốn đi làm. Chỉ cần chân chính dụng tâm đi làm, kinh nghiệm liền sẽ không ngừng mà gia tăng. Ở chỗ nào đó thất bại một lần, lần thứ hai chung quy sẽ hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tự nhiên liền sẽ không lại ở chỗ này phạm sai lầm. Liền giống như Trần Tử Bình hiện tại đưa ra vấn đề lo lắng đám kia nhân viên cửa hàng nhóm một chốc một lát nắm giữ không tốt lại hoặc là nắm giữ đến hỏa hậu so le không đồng đều ảnh hưởng tiêu thụ khi thương giai mộng liền trực tiếp làm các nàng các loại chế tác trà sữa làm được các nàng hiểu làm ngăn này 7 ngày thời gian nội sở hữu bình thường trà sữa tiêu thụ lợi nhuận coi như làm là bồi thường các nàng luyện tập háo tài tiêu dùng 7 ngày bế quan khổ luyện qua đi các nàng liền đem nắm giữ độc môn bí quyết nghe được thương giai mộng an bài sau trần tử bình tức khắc trước mắt sáng ngời thương học tỷ ngươi biện pháp này hảo a làm các nàng làm trà sữa lúc sau ta còn có thể tự mình nhấm nháp, nhìn xem trong đó rốt cuộc có chỗ nào không có làm hảo. Rốt cuộc Trần Tử Bình đạt được trà sữa phối phương nguyên bộ tri thức, tự nhiên cũng minh bạch này vài loại đặc sắc trà sữa như thế nào làm tốt uống. Nên làm thành cái dạng gì hương vị, mới là nhất tiếp cận hoàng mỹ hương vị. Bằng không đơn thuần viết một phần điều phối giáo trình để lại cho kia mấy cái nhân viên cửa hàng. Các nàng cũng chỉ bất quá là y dạng họa hồ lô, học theo thôi. Lấy Trần Tử Bình trà sữa phong vị vị mà nói. Các nàng khả năng chỉ là làm được 60 phân trình độ, cũng đã chính mình cảm thấy thực hảo uống lên nhưng là kỳ thật bất quá mới làm được 60 phân tiêu chuẩn, còn có rất lớn tăng lên không gian. Mà Trần Tử Bình nhấm nháp các nàng luyện tập tác phẩm sau, là có thể thí ra hương vị thuần khiết độ, tăng thêm nhắc nhở cải tiến. Thương Gia Mộng cùng Lý Từ Từ hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Tử Bình phương pháp thực hảo, lập tức gật đầu đồng ý xuống dưới. Thực mau, Trần Tử Bình liền đơn độc tiến vào sau bếp kho hàng. Dọn ra rất nhiều nguyên vật liệu, bắt đầu chế tác nổi lên trà sữa nguyên tương. Đang chờ đợi nguyên vật liệu quấy sau rất nhỏ lên men trong quá trình. Trần Tử Bình cũng đơn giản đem điều phối thủ pháp cùng kỹ xảo ký lục ở vở thượng. Chuẩn bị đợi lát nữa giao cho Lý Từ Từ, từ nàng buổi chiều giao cho nhân viên cửa hàng nhóm bắt đầu huấn luyện. Thật mau, một cái buổi sáng thời gian liền tại đây bận rộn trung vượt qua. Bởi vì Trần Tử Bình đối trà sữa chế tác phương pháp thập phần quen thuộc, cửa hàng nội nguyên vật liệu lại chuẩn bị sung túc duyên cớ. Ngắn ngủn hai cái giờ thời gian, Trần Tử Bình liền ước chừng chế tạo ra cũng đủ cửa hàng 3 ngày thời gian sử dụng nguyên tương phân lượng. Chờ đến rốt cuộc thu phục lúc sau, Trần Tử Bình lúc này mới đột nhiên nhớ lại tới một kiện chuyện quan trọng. Không xong, ta giống như đã quên hôm nay giữa trưa muốn đi phòng giáo vụ lĩnh quân huấn phục. Ngày hôm qua ban sẽ giờ dạy học, phụ đạo viên liền dặn dò quá không ít lần. Làm thân là lớp trưởng hắn nhớ rõ đúng giờ dẫn người đi lĩnh áo ngụy trang, chuẩn bị buổi chiều bắt đầu quân huấn. Nhưng Trần Tử Bình một vội lên, tự nhiên đem việc này cấp đã quên. Đặc biệt là hôm nay buổi sáng hắn còn cố ý cùng học tập ủy viên Mai hơi hơi đề ra một miệng. Làm nàng đến lúc đó mang theo bằng hữu ở dưới lầu chờ hắn, cùng đi lĩnh trang phục hiện giờ đều đã 12 giờ hơn 40 phân, lập tức liền phải đến ước định tốt một chút chung, chính mình lại còn tại đây trường học ngoại tiệm trà sữa đâu. Trần Tử Bình không nói hai lời, chạy nhanh triều hai cái học tỷ cáo biệt. Thương Giai Mộng bởi vì không biết Trần Tử Bình có việc gấp muốn vội, còn mời hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi, đại gia nhiều tâm sự đối cửa hàng tương lai kế hoạch an bài. Nhưng Trần Tử Bình trực tiếp vẫy vẫy tay, liền giải thích cũng chưa thời gian giải thích, vội vã mà liền xoay người rời đi. Nhìn Trần Tử Bình nhanh chóng biến mất ở cổng trường nội bóng dáng, Thương Giai Mộng theo bản năng mà tại chỗ dậm dậm chân, có chút đáng tiếc mà nói, này Trần Học Đệ, nói như thế nào đi thì đi a, à, chẳng lẽ là có cái gì việc gấp muốn đi làm sao? Nàng bên cạnh Lý từ từ lại lắc lắc đầu, nào có cái gì việc gấp, ngươi xem hắn từ buổi sáng cùng chúng ta gặp được lúc sau, mãi cho đến hiện tại, có nhận được quá một chiếc điện thoại, một cái hơi tinh tinh tức sao? Giống như, xác thật là không có Nga. Thương Giai Mộng cẩn thận hồi ức một lát, phát hiện Trần Tử Bình trừ bỏ cùng các nàng nói chuyện phím nói chuyện với nhau bên ngoài, căn bản liền không lấy ra qua di động. Khi không phải đúng rồi. Lý Từ Từ lộ ra một bộ sớm đã nhìn ra bên trong chân tướng, biểu tình, nếu hắn thật là có cái gì chuyện quan trọng phải làm, sao có thể bồi chúng ta tại đây trong tiệm vội lâu như vậy. Chiếu ta nói a, à, hắn này kỳ thật chính là đem trong tiệm tình huống cơ bản bố trí hảo, cũng không nghĩ lại tiếp tục cùng chúng ta đãi lâu lắm. Cho nên dứt khoát liền tùy tiện tìm cái lấy cớ đi trước. Thương Giai Mộng cảm thấy khuê mật nói được rất đúng, tiếc núi mà thở dài, ai, từ từ ngươi nói, chẳng lẽ là chúng ta hai cái không xinh đẹp sao? Dĩ vãng khác đám kia nam sinh nhìn thấy chúng ta hai cái thời điểm, quả thực liền cùng ông mật nghe thấy được mùi hoa dường như, tức tim đầu cũng muốn tới gần chúng ta, giống như cùng chúng ta nói một lời đều thập phần cao hứng. Nhưng cái này Trần Học Đệ, ta từ ngày hôm qua nhận thức hắn bắt đầu, hắn đối ta liền vẫn luôn là này phó không nóng không lạnh thái độ, một chút muốn kéo gần quan hệ ý tứ đều không có. Cho dù là ta chủ động tìm đề tài cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng vẫn luôn là thực trấn định thực thản nhiên, ánh mắt thanh triệt đến phản phất ở cùng bạn cùng phòng nói chuyện giống nhau tự nhiên sạch sẽ. Chẳng lẽ chúng ta hai cái mỹ thiếu nữ dung mạo đối hắn, liền thật sự một chút lực hấp dẫn đều không có sao? Nghe được Thương giai Mộng lời nói, Lý Từ từ đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh duỗi tay chụp một chút khuê mật bả vai. Hừ, nhìn ngươi nói được như vậy khó nghe, ai muốn đi hấp dẫn hắn? Hắn sợ dĩ chỗ chi thản nhiên, toàn bởi vì hắn trong lòng đối với ngươi cùng ta đều không có kiều diễm ý niệm. Lấy quân tử chi tâm giao hữu, tự nhiên xử sự, sự nói chuyện với nhau đều hào phóng sang sảng. Nói xong lúc sau, Lý Từ từ nhìn mắt trong tay kia phân trần tử bình trước khi đi giao cho nàng đặt sắc trà sữa điều phối cơ bản phương pháp, ngay sau đó ánh mắt lại triều cổng trường phương hướng xa xa nhìn lại dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói ta nhìn ra được tới hắn cùng nam sinh khác đều bất đồng trần tử bình ta nhớ kỹ ngươi đối với hai gã học tỷ ở chính mình đi rồi nói chuyện với nhau cùng tâm tình trần tử bình tự nhiên là không thể nào biết được lúc này hắn đang ở vội vội vàng vàng mà hướng ký túc xá đuổi đâu vừa vào cửa trần tử bình ánh mắt tả hữu nhìn quét liếc mắt một cái lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra chỉ thấy lưu tráng đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần tự hồ là ở nắm chặt thời gian ngủ trưa. Mà Vương Tân thứ nhất ăn mặc điều đại quần đùi, ở máy tính trước mặt đánh anh hùng liên minh. Một bên chơi đồng thời, còn phi thường đầu nhập mà la to. Ta đi. Cái này đánh giả có phải hay không đầu óc có tật xấu a? Ta nhiều như vậy binh tuyến đều đã đến tháp trước, cư nhiên còn chính là muốn tới rảo. Đem phát dục tốt như vậy ta đều cấp hại chết. Trần Tử Bình thấy hắn một bộ tức giận không thôi bộ dáng, chạy nhanh qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Tân một, ngày hôm qua phụ đạo viên nói muốn đi dọn quân huấn áo ngụy trang, thời gian mau tới không kịp, ngươi cùng đại tráng ca đều tới cùng nhau giúp một chút. Hảo hảo hảo. Trần ca ngươi chờ một lát, ta lập tức liền đánh xong này cuộc trò chơi. Lập tức liền cùng ngươi qua đi. Nhưng Vương Tân một ngoài miệng tuy rằng đáp lời hảo, trên tay trò chơi lại còn thao tác cái không ngừng, ha rải cấp. Sách liệt A cấp đau. A đau. Đau đau đau. Nhìn Vương Tân một kia góc trên bên phải chiến tích đã không, sáu, không vui sướng phong nam. Cùng với phía sau kia vô số truy đều đuổi không kịp hắn, từ đồng đội điên cuồng liên tục đánh ra tới dấu chấm hỏi. Trần Tử Bình vô ngữ mà lắc lắc đầu. Vui sướng phong nam, hại người hại mình. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Chương 67, ngươi còn không có nhìn ra Trần ca dụng tâm lương khổ sao. Nhìn đến còn chìm đắm trong vui sướng phong nam sung sướng trò chơi trong quá trình vương tân một. Trần Tử Bình quyết định ra tay cứu vớt một phen hắn những cái đó đáng thương đồng đội. Vì thế hắn chạy nhanh lại ra tiếng thúc giục nói. Thời gian đều đã không còn sớm, tân một ngươi còn không nhanh lên thu thập một chút chính mình hình tượng. Đợi lát nữa chúng ta đi lãnh giáo phục thời điểm, không chỉ có có chúng ta chính mình ban không ít nữ sinh muốn đi theo cùng đi. Ngay cả các khoa hệ, các lớp cũng sẽ phái ra rất nhiều xinh đẹp nữ sinh trình diện đâu. Vương Tân nhất nhất bắt đầu thời điểm còn nghe được có chút thất thần đâu. Mà khi nghe được cư nhiên có xinh đẹp nữ hài tử ở hiện trường lúc sau. Hắn kia e tới e đi thao tác chật gian liền ngừng lại. Trần ca ngươi không có gạt ta đi. Thật sự có rất nhiều nữ sinh. Vương Tân một lúc này đã không rảnh lo chơi trò chơi sự tình. Hắn trực tiếp đem đầu xoay một cái không thể tưởng tượng góc độ, vội vàng mà triều Trần Tử Bình truy vấn nói, này lãnh cái quân huấn phục sự tình không nên là tương đối mệt sống sao đám kia nũng niệu nữ sinh sẽ đi trần tử bình lập tức một phách hắn tráng hận sắc không thành thét mà nói vui đùa cái gì vậy ngươi đều biết đám kia nữ sinh luôn chiều từ bé thích sạch sẽ các nàng sẽ vui cho các ngươi này đó đầy người đổ mồ hôi tháo hán tử đi đem các nàng quần áo phân phát cho các nàng nhân gia khẳng định đến chính mình tự mình đi hiện trường tự mình lãnh tới tay lúc sau lại đến tự hành an bài phân phát sự tình nhanh lên đi ta chính là đều cùng trong ban nữ sinh ước hảo đợi lát nữa một chút chung tả hữu liền phải ở phòng giáo vụ chạm trán đâu lại dây dưa dây cà trì hoãn đi xuống nhân gia nói không chừng đều không kiên nhẫn nghe được trần tử bình như vậy vừa nói vương tân một lập tức không quan tâm mà trực tiếp đóng máy tính tạch một chút liền từ ghế trên nhảy lên mau 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 đại tráng ca nhanh lên thay quần áo vô số mỹ lệ học tỷ học mùi nhóm các ngươi vương ca ta tới rồi vương tân nhất nhất biên ở trong ký túc xá quỷ khóc sói gào hét to vài tiếng một bên bước sau á tắt bước lướt còn muốn mau nện bước vọt vào phòng vệ sinh gần chỉ dùng không đến 2 phút thời gian. Đương Vương Tân một một lần nữa đi trở về ký túc xá nội thời điểm, Trần Tử Bình đều nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy hắn đã thay một thân quốc đến thẳng thon dài sơ mi trắng, trên chân bạch giày chơi bóng cũng sát đến bóng loáng. Càng khoa trương chính là, trên trán nguyên bản như là tổ chim giống nhau đầu tóc bị chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề còn không tính. Kiểu tóc mặt ngoài càng là bị đánh thượng một tầng thật dày sát chải tóc. Đạt tới liền rùi bỏ rơi xuống đi đều phải té gãy chân cái loại này bóng loáng trình độ. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, đem chính mình thu thập sữa sang lại đến như thế trực trở hẳn lên. Có thể thấy được Vương Tân một lòng là đến có bao nhiêu coi trọng lần này hành động kế hoạch. Tuy rằng hắn trước sau vẫn là so ra kém Trần Tử Bình soái khí trình độ, nhưng thoạt nhìn ít nhất là đã có vài phần tiểu soái. Vương Tân một vội xong chính mình sự tình lúc sau, liền bắt đầu các loại thuốc dục nổi lên lưu tráng. Đại tráng ca nhanh lên a. À. Toàn ban nữ sinh đợi lát nữa đều đang chờ ngươi. Ngươi nếu là lại không nhanh lên, đẹp muội tử đã bị nam sinh khác trước đoạt đi rồi. Lưu Tráng nhưng thật ra không nhanh không chậm mà từ chính mình giường đệm thượng đứng dậy, tùy ý thay một thân không có trở ngại phục sức là được. Trần Tử Bình nhìn hưng phấn đến ở ký túc xá nội đi qua đi lại Vương Tân Một, cũng cảm giác ra hắn trong lòng kích động. Trần Tử Bình âm thầm ở trong lòng triều hắn nói lời xin lỗi. Hảo huynh đệ, xem ngươi như vậy cao hứng bộ dáng, đợi lát nữa làm ngươi bối cái hát qua, hẳn là không tính quá mức đi. Thực mau, đương hai cái hảo huynh đệ đều chuẩn bị tốt lúc sau. Trần Tử Bình bàn tay vung lên, liền mang theo bọn họ cùng nhau bước nhanh chạy hướng về phía phòng giáo vụ giữa đường trải qua vườn trường tiểu siêu thị thời điểm vương tân một hồi nhớ tới ngày hôm qua trần tử bình kia một phen tao thao tác trong lòng tức khắc cũng sinh ra tưởng bắt trước bắt chước ý niệm hắn lập tức ý bảo trần tử bình trước dừng lại bước chân tràn đầy chờ mong mà mở miệng dò hỏi trần ca này đại giữa trưa thời tiết như vậy nhiệt chúng ta nếu không lại giống như ngày hôm qua như vậy mua mấy bình đồ uống qua đi đưa cho lớp học đám kia các nữ sinh giải giải khác đi trần tử bình nghe vậy cao mày nhìn đã vượt qua ba phút di động thời gian lắc lắc đầu phủ quyết nói thôi bỏ đi đợi lát nữa đại gia hỏa nhưng đều còn phải dọn đồ vật đâu. Này nếu là nhân thủ một lọ nước khoáng cầm, còn nơi nào dọn được cái gì quần áo? Vương Tân nhất nhất nghe cũng cảm thấy có đạo lý, lúc này mới lắc đầu từ bỏ. Kỳ thật Trần Tử Bình không đồng ý cái này đề nghị, cũng là có chính mình tiểu tâm tư. Ngày hôm qua đó là khai giảng đệ nhất tiết khóa ngoài ý muốn đến trễ, vì không cần ngày đầu tiên liền cấp phụ đạo viên lưu lại bất lương ấn tượng. Cho nên Trần Tử Bình mới bỏ được hao tiền hóa giải kia phiên quẩn cảnh. Nhưng hiện giờ chẳng qua là vô cùng đơn giản đi lĩnh quân huấn trang phục thôi liền như vậy một chút việc nhỏ cũng muốn cấp ở đây bọn học sinh đều mua thủy nói kia xài hết bao nhiêu tiền a à? chính mình lại không phải thật sự cao phú soái thần hào này tiền lại không phải gió to từ bầu trời quát tới sao có thể như vậy tiêu tiền như nước mà lãng phí nếu chỉ cần chỉ là mua cấp trần tử bình muốn soát hảo cảm độ mục tiêu đối tượng mai hơi hơi uống nói trần tử bình có lẽ còn tương đối vui nhưng lớp học khác đám kia nữ sinh hắn căn bản cũng chưa nhận thức mấy cái hoa cái kia tiền tiêu uổng phí thỉnh các nàng làm gì này vườn trường một phim hoạt họa bên trong sung đi vào một vạn đồng tiền đầu tiên là thỉnh tụ nhã các một đống xa xỉ cơm trưa lại đến sau lại ký túc xá vật dụng hàng ngày mua sắm từ từ chi ra hiện tại đều đã hoa mất không ít này nếu là tiếp tục tiêu tiền như nước chảy lã tả mà nhanh chóng toàn hoa tinh hết nói khi chính mình kế tiếp thời gian sợ là liền mì gói đều ăn không nổi trần tử bình không biết chính là liền ở hắn quay đầu đi phía trước tiếp theo đi thời điểm sau lưng lưu tráng âm thầm duỗi tay vỗ vỗ vương tân một bả vai hạ giọng mắng hắn một câu lão vương ngươi nha đầu óc sao liền như vậy không liên quan đâu Tử Bình vừa rồi đó là không nghĩ giáp mặt làm ngươi mất mặt, mới tìm cái lâm thời lấy cớ thôi. Ngươi chẳng lẽ còn không thấy ra, Tử Bình hắn chân chính dụng tâm lương khổ sao? Vương Tân vừa nghe ngôn, tức khắc lộ ra vẻ mặt mộng bức biểu tình. Lưu Tráng vừa thấy hắn dáng vẻ này, liền biết hắn hẳn là không hiểu. Chỉ phải nhẹ giọng thở dài, tiến đến hắn bên tai bắt đầu tinh tế phân tích lên. Ngày hôm qua lớp ngày đầu tiên gặp mặt, đại gia hỏa ai đều còn không quen biết ai, Tử Bình hắn đại biểu chúng ta ký túc xá Ngô Thủy Thỉnh đại gia uống, kia gọi là lễ gặp mặt, mọi người đều thừa này một phần tình nhưng hôm nay trình diện người đều là đi cấp lớp làm việc, nếu đại gia liền uống miếng nước loại này việc nhỏ đều còn tất cả đều dây bằng rạ yên ổn cá nhân ra, khi này đã có thể thay đổi hương vị. Có lẽ có chút đỏ mắt tử bình các nam sinh, liền sẽ bắt đầu ở sau lưng cố ý nói tử bình nói bậy. Vương Tân vừa nghe đến nơi đây, trên mặt tức khắc lộ ra vài phần vẻ mặt kinh hải. Hắn bị lưu tráng như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc cảm giác nói có lý a. À. Lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý, nên sẽ không còn có người chưa từng nghe qua đi. Bắt đầu khi thỉnh các nàng uống một lọ thủy, mọi người đều sẽ cảm tạ Trần Tử Bình. Nhưng nếu là mỗi ra tới là một lần sự tình liền thỉnh một lần khách, khó tránh khỏi có chút tâm thuật bất chính người liền sẽ bắt đầu cảm thấy đương nhiên. Nếu là lấy sau nào một lần không có mời khách, cũng hoặc là mỗi lần đều chỉ là mua nước khoáng. Bảo đảm sẽ có người ở nơi đó được tiện nghi còn khoe mẽ, nói cái gì đó khó nghe dày xéo lời nói. Chương 68, Trần ca cách cục đủ ta học cả đời. Tới rồi lúc ấy, như là dưới này đủ loại nhà ngôn toái ngữ. Cố ý mỗi lần đều sung hào phóng mời khách uống nước, thật cho rằng liền nhà hắn có tiền a chính là lạc, một lọ nước khoáng mà thôi, giống như đương ai mua không nổi dường như. Thật cho rằng hắn không mời khách, chúng ta liền không có tiền mua sao. Nếu không phải hắn ngạnh muốn nhét cho ta nước khoáng, ta sớm đạp sao mua dinh dưỡng mau tuyến uống thượng, chẳng lẽ không thể so này nước trong hảo uống. Đều khả năng sẽ ở trong tối bị vô số đỏ mắt giả nhóm truyền đến truyền đi. Tiến tới đem Trần Tử Bình có ý tốt xuyên tạc thành khoe giàu trang so. Hiện giờ bọn họ hai người gần chỉ là thiết tưởng một chút, đều cảm thấy thập phần trái tim băng giá cùng ghê tởm. Nhưng là, này thường thường chính là hiện thực đây là chân thật nhân tính vương tân tưởng tượng thông điểm này sau trong lòng không khỏi hiện ra vài phần mơ hồ nghĩ mà sợ nguy hiểm thật a à? nếu không phải trần ca vừa rồi khuyên can ta nói không chừng ta liền thật sự như vậy đi làm đến lúc đó tốt nhất kết quả đều là bị đám kia các nữ sinh âm thầm trêu chọc thành hèn mọn liếm cẩu thẳng đến lúc này vương tân một mới rốt cuộc nhận thấy được chính mình cùng trần tử bình chi gian tư duy phương thức rốt cuộc có cỡ nào thật lớn trên lệch thành thục cùng không tiêu chí liền xem một người đối đãi vấn đề kín đáo trình độ có bao nhiêu cao chính mình gần chỉ là thấy được trước mắt nhất thời hư vinh. Nhưng Trần Tử Bình cũng đã đề phòng nổi lên ngày sau phiền toái. Vương Tân một nhịn không được đầy cõi lòng sùng bái ý vị mà nhìn phía phía trước Trần Tử Bình. Trong miệng lẩm bẩm tự nói mà nói. Trần ca hắn tự hỏi vấn đề cách cục cùng độ cao, thật sự đủ ta học cả đời. Thật là làm ta không phục đều không được a. À. Một kiện nho nhỏ ngoài ý muốn nhạc đệm, làm Vương Tân một cùng lưu tráng hai người tới một đợt đầu óc gió lốc. Đối Trần Tử Bình cũng là càng thêm kính để tôn trọng lên. Trần Tử Bình bởi vì biết chính mình lại đến muộn duyên cớ, dưới chân nện bước đi bay nhanh liên quan phía sau hai cái bạn cùng phòng cũng đi theo bước nhanh mảnh đi nhưng cứ việc bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi tới phòng giáo vụ thời điểm chung quy vẫn là đến muộn vài phút trần tử bình ánh mắt vừa nhất dễ dàng mà liền ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người tìm được rồi một cái tiếu lệ thân ảnh liền mai hơi hơi kia một đầu đen nhánh lượng lệ chiều dài cập eo tóc đẹp thật sự là rõ ràng đến cực điểm tiêu chí vật a lúc này mai hơi hơi bên người trừ bỏ nàng cái kia bụ bẩm khuê mật bên ngoài còn có lớp học mặt khác hai cái tính cách tương đối rộng rãi nữ sinh cũng đi theo cùng nhau lại đây hỗ trợ. Lúc này các nàng mấy người chính tụ tập ở một chỗ dưới bóng cây trò chuyện thiên. Thỉnh thoảng Triều Ký Túc Xá Phương hướng đầu tới nhìn xa tầm mắt. Nhìn đến bên kia mấy cái đã nói chuyện phím hàng huyên có một hồi cùng lớp nữ sinh. Cùng với chung quanh rất nhiều đồng dạng trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy các nữ sinh. Vương Tân một trong lòng tức khắc bắt đầu bùng bùng mà kịch liệt nhảy lên lên. Hắn có chút ngượng ngùng mà kéo kéo Trần Tử Bình góc áo, hạ giọng nói: "Trần ca, ta đột nhiên cảm giác trong lòng có điểm hoảng, làm sao a?" À? Trần Tử Bình vừa thấy hắn cái kia túng dạng, lập tức vô ngữ mà mắt trợn trắng. Lúc trước xem ngươi ở trong ký túc xá đầu thời điểm, không phải kêu đến so với ai khác đều còn muốn lớn tiếng sao? Như thế nào này mắt thấy thật sự muốn lâm thượng chiến trường, ngươi ngược lại đột nhiên rất dây xích. Vương Tân một cười mỉa đáp. Hắc hắc hắc. Ta. Ta này lại không phải không dám qua đi, chẳng qua là lập tức không biết nói gì thôi. Trần Tử Bình thở dài, quay đầu nhìn nhìn bên kia lưu tráng, phát hiện hắn cũng đồng dạng sắc mặt ửng đỏ, thấp đầu không hé răng bộ dáng. Trần Tử Bình chỉ phải triều bọn họ hai chiêu vẫy tay, ý bảo bọn họ tới gần một ít chính mình. Này muốn truy nữ sinh nam sinh, thông thường có ba loại loại hình. Đệ nhất loại là nhất thường thấy hũ nút hình nhi. Mặc kệ là nói lên khác phái khi, vẫn là mặt đối mặt cùng nữ sinh nói chuyện khi. Bọn họ đều là tam gậy gộc đánh không ra một cái vang thí bộ dáng. Liền giống như trước mắt lưu tráng, chính là loại này trầm mặt ít lời hình, vừa không thích cũng không biết chính mình nên nói chút cái gì. Mà đệ nhị loại, chính là giống vương tân một loại này muộn tao hình. Trong lén lút cùng các huynh đệ nói chuyện phiếm khoác lát thời điểm, đem chính mình nói được kia kêu một cái lợi hại. Nhưng chân chính nhìn thấy nữ sinh thời điểm, lập tức liền trở nên chân tay luống cúng, trầm mặt xuống dưới. Nói trắng ra là, chính là lý luận phái. Ngoài miệng nói được đạo lý rõ ràng, chân chính trường thi phát huy khi liền suy sụp. Duy độc chỉ có giống Trần Tử Bình như vậy, có thể đỉnh đạt mà nói, tự tin lên tiếng. Mới là chân chính có thể triển lãm ra mị lực loại thứ ba loại hình nhìn đến hai cái bạn cùng phòng đều không quá giỏi về cùng nữ sinh giao tiếp trần tử bình chỉ phải trường thi truyền thụ bọn họ mấy chiêu đợi lát nữa các ngươi hai người qua đi lúc sau mặc kệ làm gì sự tình thời điểm mặc kệ là tìm nhiều đơn giản đề tài cũng hảo đều tận lực cùng các nữ sinh trò chuyện lên chỉ cần cái kia nữ sinh không chán ghét ngươi nói khẳng định cũng sẽ vui với cùng ngươi nói chuyện phiếm một chút đề tài một khi có thể lưu đến liên tục đi xuống như vậy các ngươi tự nhiên cũng liền sẽ không như vậy khẩn trương lưu tráng tuy rằng tuổi so trần tử bình hơi đại một hai tuổi nhưng phương diện này kinh nghiệm như cũ là cực kỳ thiếu thốn. Hắn theo bản năng mà vấn đề nói. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là ta căn bản không biết nên cùng các nàng lưu cái gì nha. Lại nói tiếp không sợ hai vị huynh đệ chê cười, ta một cùng nữ sinh ở chung liền đầu óc trống rỗng, liền như thế nào mở ra đề tài cũng không biết. Trần Tử Bình duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, kiên nhẫn đáp. Không lời nói tìm lời nói bái. Cùng nữ sinh ở chung, chính là muốn can đảm cẩn trọng da mặt dày. Tỷ như nhìn đến đối phương trạm đến vị trí bị Thái Dương phơi tới rồi, Vậy chủ động hòa giải nàng đổi cái có gió thổi được đến trăm mát vị trí, từ từ. Chỉ cần có thể làm các nàng đáp lại các ngươi, này đến gần dụng ý cũng liền làm được. Lưu Tráng cùng Vương Tân vừa nghe xong lúc sau vội vàng liên tiếp gật đầu, đều cảm thấy rất có thu hoạch. Nhưng người sau trong lòng còn có điểm ẩn ẩn lo lắng, lại chạy nhanh truy vấn nói. Chính là Trần Ca. Bên kia như vậy nhiều nữ sinh ta đều không quen thuộc, đợi lát nữa ta tìm ai lưu tương đối thích hợp a. Trần Tử Bình quan hắn một cái, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Này còn không đơn giản sao? ngươi nếu là nhận thức ai vậy trước tìm ai liêu lẫn nhau tương đối dễ dàng có cộng đồng đề tài ai đều không quen biết nói vậy tùy tiện chọn cái ngươi xem đến thuận mắt đến liêu bái vương tân một lập tức bừng tỉnh đại ngộ trở về một cái ok thủ thế trần tử bình thấy các huynh đệ đều chuẩn bị tốt bàn tay vung lên ba người lập tức bước ra nện bước hướng tới nữ sinh bên kia bước nhanh đi qua bởi vì đám kia nữ sinh giữa vốn dĩ liền có người nhìn chằm chằm vào lộ bên này tình huống tướng mạo xuất chúng trần tử bình mới vừa lãnh hai cái huynh đệ xuất hiện ở các nàng tầm nhìn giữa lập tức đã bị các nàng phát hiện. Mai hơi hơi cùng ký túc xá kia hai cái bạn cùng phòng lập tức hoang hô nhảy nhót lên, hưng phấn đến liền khuôn mặt nhỏ đều nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Mau xem mau xem. Trần lớp trưởng tới. Hơi hơi ngươi quả nhiên không có gạt ta, lớp trưởng hắn quả nhiên là tới đâu. Nghe được hai cái bạn cùng phòng nhỏ giọng tiếng hoang hô, đang cùng béo khuê mật trò chuyện thiên mai hơi hơi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền theo bản năng quay đầu nhìn lại đây. Chỉ thấy đến Trần Tử Bình như cũ ăn mặc buổi sáng kia một thân đơn giản rồi lại không mất soái khí quần áo phía sau đi theo hai cái đồng dạng bước đi tới bạn cùng phòng hoặc nhìn phản phất chu ngôi sao điện ảnh cái kia giang nam tứ đại tài tử tổ hợp dường như tiêu sái lại tả ý nhưng mai hơi hơi lại một chút không vì chỗ động ngược lại là thở phì phì mà xoay qua đầu đi hừ cả ngày liền sẽ trang khóc chơi xoái lừa nữ sinh mười phần hoa hoa công tử chương 69, trần ca ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này nhưng mai hơi hơi thấp giọng oán giận lời nói thanh mới vừa rơi xuống đâu nàng bên cạnh gì chồi non đảo cái thứ nhất đứng ra tỏ vẻ không vui hơi hơi ngươi nói gì đâu ta nam thần lớn lên như vậy xoái, đi đường đều mang theo phong như vậy tiêu sái như thế nào theo ý của ngươi liền biến thành trang vì trồi non lúc này duỗi dài cổ hướng trần tử bình tới phương hướng đánh giá trên mặt càng là tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong nhà ta nam thần loại này phong độ nhẹ nhàng khi quả thực đều có thể dùng thơ cổ tới hình dung có câu thơ nói như thế nào tới lệ chất bổn thiên thành khí chất ứng bất phàm mai hơi hơi nhìn thấy khuê mực này phó fans thấy thần tượng cùng nhiệt trạng thái vô ngữ mà vỗ vỗ chính mình tráng ra tiếng phun tàu nói trồi non Câu kia thơ là miêu tả nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp. Không phải dùng để hình dung nam nhân. Hải Nha, quản nó rốt cuộc là hình dung nam nhân vẫn là nữ nhân. Dù sao hắn lớn lên soái là được rồi. Vì trời non lúc này ánh mắt đã chặt chẽ mà đầu chú ở Trần Tử Bình trên người. Trần Tử Bình từ xuất hiện ở phòng giáo vụ ngoại trên quảng trường lúc sau, vẫn luôn đều đã chịu vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Bởi vì ở đây nhiều như vậy nam sinh trung, nhan giá trị tối cao, khí chất xuất chúng nhất, liền thuộc hắn một người. Hắn cho người ta cảm giác giống như là hạt trong bầy gà giống nhau thấy được bất luận là khí chất vẫn là hình tượng hắn đều quá xông ra thậm chí cùng người khác có chút không hợp nhau chung quanh những cái đó nữ bọn học sinh mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình ở nhìn đến trần tử bình sau đều sẽ không tự chủ được mà tạm dừng hạ ánh mắt trong lòng thầm khen một tiếng soái ca liền đang xem vài lần lúc sau vì chồi non đột nhiên đột nhiên một dậm chân đem bên cạnh mai hơi hơi đều cấp hoảng sợ ai nha đổng tâm nguyệt cùng lưu giai lan các nàng hai cái khi nào đều đã chạy đến bên kia đi còn có kia hai cái bên cạnh ký túc xá hồ mị tử cư nhiên cũng cùng nhau đi theo sông lên đi không xong không xong lúc này phỏng chừng nam thần muốn trước bị các nàng cuốn lấy nói chuyện phiếm không được ta cũng đến chạy nhanh đi nên đón nam thần vì trồi non tràn đầy tức giận bất bình mà nói xong câu đó sau lập tức làm bộ liền chuẩn bị cũng đi theo triều trần tử bình nên đón đi lên mai hơi hơi vừa nghe này còn lợi hại chính mình như thế nào có thể mắt thấy chính mình khuê mật tới gần một cái đại khái xuất lạc hố lửa hoa hoa đại thiếu mai hơi hơi chạy nhanh một phen kéo lấy gì trồi non cánh tay chết sống không cho nàng đi theo cùng đi nghênh đón Trần Tử Bình. Ai nha? Hơi hơi ngươi kéo ta làm gì nha? Mau thả ta ra nha. Không thấy được kia mấy cái tiểu nha đầu đều đã mau tới rồi sao? Dì trồi non có nghĩ thầm muốn dãy dụ khai khuê mật lôi kéo. Lại lo lắng sức lực quá lớn bị thương mai hơi hơi. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn kia mấy cái tình địch trước đón nhận nam thần Trần Tử Bình, thành công chiếm được tiên cơ. Dì trồi non tức khắc mặt lộ vẻ uể oải chi sắc, hối hận không thôi mà tại chỗ liên tục dậm chân. Xong rồi, toàn xong rồi ta nam thần a ngươi nhất định phải ý chí kiên định các nàng đám kia người đều không phải người tốt chỉ thấy nàng ánh mắt sở vọng chỗ khi mấy cái cùng lớp nữ sinh bá một chút liền vây tới rồi trần tử bình bên người rõ ràng là bắt đầu đánh lên tiếp đón lớp trưởng giữa trưa hảo trần đại lớp trưởng ngươi rốt cuộc tới a thấy vài cái trong ban nữ sinh chủ động triều chính mình đánh lên tiếp đón trần tử bình cũng hơi thả chậm chút triều phòng giáo vụ cửa tiến lên bước chân mỉm cười đáp lại nói các ngươi cũng hảo a một ngày thời gian không gặp các ngươi sau so ngày hôm qua càng xinh đẹp chút đâu cái kia trang điểm đến tương đối diễm lệ nữ sinh động tâm nguyệt nghe vậy lập tức một vén tóc sao nhấc lên từng trận phát hương cười hì hì nói lớp trưởng ngươi cũng thật có thể nói chúng ta cùng ngày hôm qua còn không phải giống nhau sao nào có xinh đẹp đi nơi nào ngược lại là lớp trưởng ngươi nói tốt một chút chung ở chỗ này tập hợp ngươi như thế nào hiện tại mới đến đến nha bên cạnh mặt khác cái kia tướng mạo ước chừng sáu phần tả hữu nữ sinh liêu giai lan cùng với cũng đi theo phụ họa nói đúng rồi đúng rồi hiện tại đều đã một chút ba chữ đâu chúng ta tại đây cửa đứng nhưng nhiệt lớp trưởng ngươi nếu là lại không tới, chúng ta đều mau phơi đến vận vận hồ hồ. Trần Tử Bình nghe này mấy nữ sinh lời nói, trong mắt tự hồ chỉ có thấy chính mình dường như, mở miệng ngậm miệng đều không rời chính mình đề tài. Trần Tử Bình ngắm mắt phía sau hai cái bị bỏ qua bạn cùng phòng, chạy nhanh giúp bọn họ một phen, cố ý đem đề tài hướng bọn họ trên người dẫn. Hải, ta ở lớp học kêu không ít nam sinh, muốn cho bọn họ tới giúp giúp các ngươi nữ sinh vội, đem quân huấn phục lãnh trở về. Nhưng một cái hai cái đều ngại thời tiết này quá nhiệt, đều ở trong ký túc xá thổi điều hòa ngủ trưa vẫn là ta này cùng ký túc xá hai cái hảo huynh để đủ nghĩa khí, không nói hai lời trực tiếp liền đi theo cùng nhau tới. Nói xong lúc sau, Trần Tử Bình bối ở sau lưng tay phải cũng chạy nhanh không ngừng đánh thủ thế, ý bảo phía sau hai cái bạn cùng phòng tiến lên đáp lời, tiếp tục cái này đề tài cùng nữ sinh lưu đi xuống. Nhưng nề hà lưu tráng cùng Vương Tân một hai người không biết cố gắng a. À. Đổng Tâm Nguyệt cái này nữ sinh, bản thân nhan giá trị ước chừng chính là tiếp cận bảy phần tả hữu bộ dáng. Chính là nàng sẽ trang điểm sẽ hóa trang, xuyên y phục lại theo sát trào lưu. Di ca váy ngắn phía dưới một đôi chân dài hoàng mỹ thể hiện rồi ra tới, có vẻ nàng dáng người thập phần gợi cảm mê người. Này điểm còn một chút liền tiêu tăng tới 8 giờ 5 phút nông nổi. Càng đừng nói bên cạnh khác kia mấy nữ sinh, lúc này bởi vì có thể cùng nam thần Trần Tử Bình nói chuyện, trên mặt cũng tất cả đều giàu dạt ra vui vẻ tươi cười. Một đám tươi cười như hoa thanh xuân nữ sinh, ít nói cũng là đạt tới thoạt nhìn đẹp tiêu chuẩn. Lưu Tráng cùng Vương Tân một này hai cái thuần khiết tiểu nam sinh. Ngày thường nơi nào có thử qua như vậy mặt đối mặt mà tiếp xúc nhiều như vậy tuổi trẻ nữ hài tử lúc này hai người tất cả đều mặt đỏ tai hồng mà cúi đầu xuống, đôi mắt liên tiếp mà hướng trên mặt đất nhìn. Thật giống như kia trên mặt đất có hai cái lỗ nhỏ, trong động đầu có con kiến ở đánh nhau dường như, nhìn không chớp mắt mà xem đến đều mau mê mẩn. Trần Tử Bình thấy như vậy một màn, tức khắc liền có chút hết chỗ nói rồi. Vừa rồi lại đây quảng trường phía trước, chính mình không đều còn cho bọn hắn huấn luyện đến hảo hảo sao? Như thế nào người này vừa đến trước mặt lúc sau, lại đương trường liền túng đi xuống. Trần Tử Bình trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải đưa Phật đưa đến tay, người tốt làm tới cùng, lại thuận thế giúp hảo các huynh đệ một phen. Ta ngày hôm qua bị tuyển thượng lớp trưởng, các ngươi hẳn là có thể nhớ kỹ tên của ta. Chính là ta này hai cái bạn cùng phòng, cùng các ngươi chi gian hẳn là còn không thế nào nhận thức. Nếu không chúng ta mấy cái tới cái tự giới thiệu, nói nói tên họ gì đó, lẫn nhau chi gian nhận thức một chút. Nói xong lúc sau, Trần Tử Bình trực tiếp xoay người, hai tay đem hai cái bạn cùng phòng một người một bên đẩy đến chính mình bên cạnh. Cùng chính mình đứng ở cùng điều trục hoành thượng, chính diện đối mặt thượng trước mặt đám kia nữ sinh. Đến đây đi, nam sinh trước giới thiệu đi. Trần Tử Bình ở sau lưng trộn hướng hai cái bạn cùng phòng phần lưng dùng sức chụp một chút, xem như hung hăng mà đốt xúc bọn họ một phen. Trong đó thâm ý, đó chính là thiên ngôn vạn ngữ tập hợp thành một câu. Các huynh đệ, ca ta, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này. Hai cái bạn cùng phòng bị Trần Tử Bình này trực tiếp tức nước vỡ bờ, lúc sau, cũng biết dù sao là tránh không khỏi này một chuyến, lúc này mới rốt cuộc xem như cố lấy dũng khí. Chương 70, Hảo Gia Hỏa Ta trực tiếp Hảo Gia Hỏa Chỉ thấy vóc dáng cao lớn lưu tráng trước ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một bộ miễn cưỡng bảo trì giới cười, mở miệng nói. Ngạch! Các ngươi hảo, ta kêu lưu tráng. Ta là Đông Bắc kia ta đặt tới, các ngươi về sau nếu là có chuyện gì muốn tìm người hỗ trợ, đều có thể kêu ta. Nghe được lưu tráng, tự giới thiệu, Trần Tử Bình lập tức trong lòng thở dài một hơi. Ta đại tráng ca A. Hiện tại đây là làm ngươi ở nữ sinh trước mặt tự giới thiệu. Không phải làm ngươi cùng này đàn các nữ sinh phàn quan hệ làm huynh đệ A. Ngươi lấy chúng ta nam sinh chi gian lần đầu tiên gặp mặt chấp nối phàn giao tình kia một bộ phương thức tới làm nữ sinh sao có thể ăn ngươi này một cái kịch bản sao quả nhiên khi mấy nữ sinh nhóm ở nghe được lưu tráng tự giới thiệu sau phần lớn gần chỉ là hứng thú thường thường gật gật đầu coi như là nghe qua liền đã quên trần tử bình tuy rằng thực vô ngữ nhưng là biết lấy lưu tráng tính cách có thể nói thành như vậy đã rất không tồi hơn nữa xác thật chính là phong cách của hắn trần tử bình chỉ phải quay đầu triều vương tân một tá cái ánh mắt ý bảo là thời điểm nên đến phiên hắn thường vương tân vừa thu lại tới rồi tín hiệu lập tức khẩn trương đến nuốt một ngụm nước miếng cảm giác chính mình tay chân đều có chút tê dại lên hắn theo bản năng mà muốn chạy tiến lên một bước, lại đột nhiên ý thức được chính mình không phải đang làm cái gì diễn thuyết. Chỉ là bằng hữu gian lần đầu nhận thức, không cần thiết như vậy làm đến như vậy chính thức. Vì thế lại chạy nhanh đem vừa mới chuẩn bị vương đi chân lại thu trở về. Kết quả này làm trò đại gia hỏa trước mặt dịch tới dịch đi, ngược lại làm đến chính mình càng thêm xấu hổ cùng khẩn trương. Trần Tử Bình vừa thấy hắn này phó khẩn trương hề hề bộ dáng. Trong lòng tức khắc hiện ra một loại điềm xấu dự cảm. Chỉ thấy Vương Tân duỗi ra tay sờ sờ chính mình hầu kết, thanh thanh giọng nói triều mấy nữ sinh nói. Khụ khụ, cái kia, ta. Ta là tài chính hệ A1 bang, ký túc xá ở nam khu A2 đóng 601. Khi mấy nữ sinh nghe Vương Tân vừa nói đến nơi đây khi, nhịn không được đều cười rộ lên, ra tiếng ngắt lời nói. Đồng học ngươi liền tính là tưởng giới thiệu đến tinh tế một chút, ngươi tốt xấu trước đem tên nói ra a. À. Ha ha ha, người này cũng thật đậu, làm đến như là đem hộ khẩu báo cho chúng ta nghe dường như. Vương Tân vừa nghe đến này đó nữ sinh che miệng trêu chọc lời nói, sắc mặt tức khắc càng thêm xấu hổ. Trong lòng quýnh lên, nói chuyện càng thêm đình đình đốn đốn. Ta, ta kêu vương tân một thực thật, thật cao hứng nhận thức các ngươi trần tử bình thấy thế dứt khoát không nở nhìn thẳng mà chuyển qua đầu đối mặt như vậy cục diện trần tử bình trừ bỏ hảo gia hỏa còn có thể nói cái gì hắn trong lòng biết này hai cái hảo huynh đệ lên sân khấu bộc lộ quan điểm phân đoạn đã xem như tuyên cáo lạnh lạnh này hai cái độc thân cẩu tất cả đều là cường ở ngoài miệng công phu a đặc biệt là kia vương tân một tối hôm qua ở ký túc xá liêu khởi trường học giáo hoa bản đơn liêu khởi lớp đông đảo nữ sinh thời điểm đó là một câu sau một câu sẽ nói một bộ chính mình hình như là nhân sinh đạo sư bộ dáng. Chính là hiện tại vừa mới vừa thấy nhân gia nữ hài tử, hảo sao? Trực tiếp liền hoàn toàn ách hỏa, nháy mắt khẩn trương đến liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Chính mình đều như vậy cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, đều còn không có nắm chắc được. Thật có thể nói là là bạch mù này sống tự giới thiệu phân đoạn. Đợi lát nữa lại tưởng tại đây đàn nữ sinh trước mặt, hấp dẫn đến nhiều như vậy ánh mắt chú ý nói, lại không biết là năm nào tháng nào. Ở hai cái bạn cùng phòng nói xong lúc sau, ngay sau đó đám kia nữ sinh cũng sôi nổi bắt đầu tự giới thiệu lên chẳng qua cùng bọn họ bất đồng chính là này đàn nữ sinh tất cả đều biểu hiện đến thập phần tự nhiên mỗi người đều tận khả năng ở ngắn gọn giới thiệu trung triển lãm một chút chính mình sở trường đặc biệt hoặc là yêu thích nhưng là xấu hổ chính là này đàn các nữ sinh ở làm giới thiệu thời điểm ánh mắt tất cả đều là nhìn chằm chằm trần tử bình tới làm đến nỗi trần tử bình bên cạnh hai cái bạn cùng phòng hoàn toàn liền không ở các nàng lực chú ý trung tâm thậm chí giống đổng tâm nguyệt như vậy tâm cao khí ngạo nữ tử càng là liền xem cũng chưa nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái từ đầu đến cuối đổng tâm nguyệt đều đem công lực trần tử bình cái này cao phú soái nam thần đặt ở hàng đầu mục tiêu trần tử bình nhìn thấy hai cái bạn cùng phòng bắt đầu trở nên bên cạnh hóa đi lên chỉ phải chạy nhanh âm thầm cùng bọn họ đưa mắt ra hiệu trong miệng càng là dùng không tiếng động khẩu hình ám chỉ liền ấn phía trước ta dạy các ngươi như vậy can đảm cẩn trọng da mặt dày không lời nói tìm lời nói a à. đều nói nam nhân ở ứng đối khác phái khi trời sinh là có thể hiểu ngầm đến đồng bạn máy bay yểm trợ ý niệm động tác lúc này chẳng sợ trần tử bình không thật sự mở miệng nói chuyện vương tân một vẫn là trước tiên liền phản ứng lại đây. Trần Tử Bình muốn cho hắn làm gì. Hắn trong đầu lập tức hồi tưởng nổi lên lúc trước Trần Tử Bình cử cái kia không lời nói tìm lời nói ví dụ. Tỷ như nhìn đến đối phương trạm đến vị trí bị Thái Dương phơi tới rồi, vậy chủ động hòa giải nàng đổi cái có gió thổi được đến trăm mát vị trí. Vương Tân một lòng mặt niệm nổi lên Trần Tử Bình ngay lúc đó giảng giải, trên tay cũng cố ý nâng lên bãi ở trên trán, mở miệng triều bên cạnh đứng Đổng Tâm Nguyệt nói. Đổng Tâm Nguyệt, này Thái Dương phơi. Trần Tử Bình nghe được Vương Tân một rốt cuộc thông suốt, tức khắc cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt còn không chờ vương tân một nói xong đâu đổng tâm nguyệt đột nhiên đánh gãy hắn lời nói chủ động triều trần tử bình phương hướng đến gần rồi một bước ôm nhu nói ai à nha lớp trưởng hôm nay thời tiết thật sự nóng quá nga nếu không chúng ta đừng ở chỗ này đứng qua đi bên kia bóng cây phía dưới che che nắng đi a à, a à. trần tử bình thình lình mà bị đổng tâm nguyệt trái lại phát ra mời trên mặt biểu tình tức khắc lộ ra vài phần kinh ngạc trần tử bình theo bản năng quay đầu nhìn mắt bên người vương tân một trong ánh mắt tràn đầy cổ quái ý vị nguyên bản đang chuẩn bị phát ra đồng dạng mời vương tân một lời nói đều còn chưa nói xong đâu coi như tức bị nghẹn ở trong cổ họng cũng không nói ra được hẳn đến lúc này hắn mới rốt cuộc ý thức được trần tử bình lúc này là có bao nhiêu chiêu nữ sinh thích đối với bọn họ tới nói là bọn họ phải chủ động đi tìm đề tài đến gần mùi tử nhưng đối với trần tử bình mà nói thế nhưng là này đàn mùi tử chủ động tìm đề tài đến gần chính mình trăm cây ngàn đắng mới có thể truy tìm đến đồ vật đối với trần tử bình mà nói cương nhiên là chính mình đưa tới cửa người so người thật sự tức chết người a Vương Tân một con có thể đem không có nói ra lời nói nuốt trở về trong bụng. Rõ ràng gần gũi bên người liền có vài cái nữ sinh ở ríu rít nói chuyện phím. Chính là lại không có vài người chú ý bọn họ, tất cả đều đem ánh mắt đầu ở Trần Tử Bình trên người. Vương Tân một đốn khi cảm giác chính mình lâm vào thực xấu hổ hoàn cảnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía bên kia không có đi lại đây cuối cùng hai cái cùng lớp nữ sinh. Này dương mắt vừa nhìn, Vương Tân một nguyên bản ảm đạm không ánh sáng hốc mắt trung đột nhiên lại tản mát ra quan mang. Nha, là mai hơi hơi nữ thần cùng nàng cái kia béo khuê mật vương tân nhất nhất mắt liền nhận ra tới mai hơi hơi trong lòng tức khắc cao hứng đi lên nhiều như vậy nữ sinh đều chủ động tiến lên đây cùng trần ca chào hỏi nói chuyện phím duy độc chính là bình dân giáo hoa cùng nàng khuê mật không lại đây có phải hay không nàng đối trần ca cũng không phải thực cảm thấy hứng thú nói như vậy ta liền có thể qua đi thử đến gần a vương tân một ánh mắt đi tuần tra một lát cuối cùng quyết định vẫn là từ mai hơi hơi béo khuê mật bắt đầu xuống tay tiếp cận trước cuộc tối hôm qua thượng ở hơi tinh thượng hàng huyên lâu như vậy nói vậy hiện tại mặt đối mặt trò chuyện lên nói cũng sẽ không có vẻ như vậy xấu hổ cùng mới lạ vì thế vương tân một lòng cho chính mình cổ vũ bỏ thêm cố lên sau liền cất bước hướng tới mai hơi hơi cùng gì chồi non hai người phương hướng bước đi qua đi hắn nơi nào tưởng được đến đợi lát nữa chờ đợi hắn sẽ là như thế nào một lần tao ngộ